Y đạo quan đồ, trương nhất châm. Trương 921, đao kiếm phong trần. 2. Trương Dương nhìn những bộ hài cốt này, trong lòng thầm than, không ngờ đại cao thủ lại chết như thế. Thiên trì tiên sinh phát hiện ra cái thế giới ngầm này hiển nhiên cũng không tiếp tục tìm kiếm, mà chỉ đem bí mật này vùi lấp lại. Trương Dương nhìn xung quanh một chút, phát hiện ra vài mũi tên dì sắt, nói như vậy đồng tử sở cũng chết ở chỗ này. Trong hầm ngầm này ngoại trừ dấu vết kịch đấu của bọn họ ra thì cũng không có nhiều cái gì, Trương Dương tìm một chỗ rộng rãi, đem tất cả chôn đi, dù sao thì tất cả mọi người cũng là công dân đại tùy, tuy rằng lựa chọn không giống, nhưng cuối cùng vẫn gặp lại nhau tại thế kỷ 20, Đồng Hương gặp Đồng Hương nước mắt lưng tròng. Trương đại quan nhân tuy rằng không khóc, nhưng mà thấy người cùng thời với mình đều đã thành cho tàn, trong lòng khó tránh khỏi thổn thức. Đem chôn bọn họ coi như là biểu lộ đối với Đồng Hương lại tiếp tục đi tới theo mạch nước ngầm. Sau một hồi Trương Dương đã từ bỏ ý định tìm kiếm lối ra của mạch nước ngầm, mang theo thanh đao và đầu mâu này trở về thạch thất. Trần Tuyết vẫn ở bờ sông chờ hắn, Trương Dương đi hơn một tiếng đồng hồ rồi, Trần Tuyết không khỏi có chút lo lắng, thấy Trương Dương ướt súng từ trong nước trồi lên, cô ấy nhanh chóng đi qua, đưa áo khoác cho hắn, Trương Dương cười nói, không cần. Có phát hiện gì? Trương Dương giơ đầu mâu và trường đao lên trần tuyết nói đi về rồi nói trở về trong biệt viện trương dương tắm rửa một cái tìm quần áo sạch để thay trần tuyết đã nấu canh gừng để cho hắn uống canh gừng chống lạnh ngừa cảm mạo trương dương nói phía dưới là một mạch nước ngầm dòng nước chảy xiết còn có mấy bộ hài cốt có lẽ là trước khi đến đã đánh nhau một trận bên dưới trần tuyết quan sát thanh trường đao này nói từ đặc điểm công nghệ của thanh đao này mà xem hẳn là của thời đại tùy nói cách khác mấy bộ hài cốt kia cũng thuộc về thời đại đó. Audio điện tử võ tấn bền Trương Dương gật đầu nói, chỉ có thể tìm được hai món này, không tìm thấy cái khác. Hắn mở túi vải trên bàn, đầu mâu để cho Trần Tuyết dùng túi vải quấn lại, đầu mâu vào tay thì cực kỳ nặng, mũi nhọn được quấn thật chặt, lại nói tiếp thì Trương Dương và khâu oán năm xưa cũng có chút giao tình, Trương Dương đã từng giúp hắn liệu thương, cũng có luận bàn võ công một lần với khâu oán, võ công của Trương Dương so ra không bằng khâu án, hiện tại ngẫm lại, tùy cung tứ đại cao thủ liên thủ mới đánh bại được Kim Quyên Mậu, vậy võ công của Kim Quyên Mậu lợi hại đến trình độ nào? Văn Quốc quyền chủ động yêu cầu tiến hành trị liệu kháng thể, bởi vì Văn Linh là con gái của ông, những cái kháng thể này đến từ chính Văn Linh, cho nên tỷ lệ xuất hiện phản ứng dị thường cũng thấp hơn người khác một ít, tổ chữa bệnh trải qua lo lắng thận trọng. Lại thấy vài người bệnh lúc ban đầu tiếp thu thí nghiệm trị liệu đều không có dị trạng, Lúc này mới tiến hành tiêm kháng thể vào, nhiệt độ cơ thể cùng ngày của Văn Quốc Quyền cũng đã hoàn toàn bình thường, ho khan và hắt xì cũng giảm bớt, đợi đến buổi sáng ngày hôm sau. Hắn đã không cảm thấy bất luận bệnh chứng gì, căn cứ kết quả xét nghiệm máu, trong cơ thể ông đã tìm không được bệnh độc nữa. Tổ chữa bệnh trải qua thảo luận, giải trừ cách ly cho Văn Quốc Quyền, thế nhưng xuất phát từ lo lắng đối với sức khỏe của ông, tạm thời còn không thể cho ông ra ngoài hoạt động, lại trải qua vài ngày, Văn Quốc Quyền rốt cục có thể đi ra bên ngoài đi trên bãi cỏ mề, tắm ánh dương quang, hít thở không khí mới mẻ. La tuệ chữ mỉm cười nhìn chồng, văn quốc quyền ngồi trong hoa viên, lẳng lặng phơi nắng mặt trời, vẻ mặt của ông rất thả lỏng, biểu tình như vậy la tuệ chữ đã rất lâu không tìm được trên mặt ông. Bận rộn chính vụ khiến cho thần kinh của ông từ đầu đến cuối đều ở trong trạng thái khẩn trương, quay đầu lại suy nghĩ một chút, mấy năm nay, ông rất ít có thời gian nghỉ ngơi như thế. Văn Quốc Quyền nhắm mắt lại, cảm thụ được ánh mặt trời ấm áp, gió mát trước mặt từng trận, tắm rửa thân thể của ông, ánh mặt trời như từ mỗi một lỗ chân lông đi vào thân thể ông, quanh thân đều cảm giác được ấm áp hòa thuật, ôn nhu xoa bóp cơ thể và thần kinh của ông, văn quốc quyền thấp giọng nói, rất lâu rồi không nghỉ ngơi. La tuệ chữ cười nói, không chỉ nghỉ ngơi, lúc ông nằm trên giường bệnh, vẫn không quên làm việc. Văn quốc quyền nói, với tôi mà nói, hai ngày nay nghỉ ngơi đã rất xa xỉ ông dương đôi mắt, ánh mắt cơ chí mà lãnh tính, kháng thể hữu hiệu, có thể sản xuất quy mô lớn. La Tuệ Chữ nói, còn đang tiến hành nghiệm chứng cuối cùng. Văn Quốc Quyền nói, nghiệm chứng, đều lúc này rồi còn muốn nghiệm chứng, hiện tại trong nước mắc thói quan liêu nghiêm trọng, bệnh tình tràn lan, chuyện phi thường phải dùng thủ đoạn phi thường. Tâm tình của Văn Quốc Quyền có vẻ có chút kích động, cái này rất ít phát sinh trên người của ông, xem ra trận bệnh này ít nhiều tạo thành một ít ảnh hưởng đối với ông. La Tuệ Chữ mỉm cười nói, ông là từ quan điểm của một người bệnh, bên bác sĩ nói bọn họ phải được khoa học nghiệm chứng. Văn Quốc Quyền nói, tôi không phải đã tự mình nghiệm chứng sao? Đó là bởi vì Tiểu Linh là con gái của chúng ta, quan hệ huyết thống trực hệ nên sinh ra phản ứng có thể rất thấp. Nhắc tới con gái Văn Quốc Quyền không khỏi nhìn bốn phía một chút, Tiểu Linh đâu, đến trưa rồi còn không thấy nó. Là tuệ chữ không khỏi cười nói, là ông kêu tôi cho nó không gian tự do, hiện tại ngược lại, chính ông lại không được. Văn Cúp Quyền cười nói, đại khái là tôi nằm trên giường lâu, cho nên chuyện gì cũng đều muốn quản. La Tuệ chữ lắc đầu nói, sáng sớm đã đi ra, mấy ngày nay đều là như thế này, tôi làm theo lời ông nói không hỏi đến. Lúc hai người nói, Văn Linh và Trương Dương cùng nhau đi đến, hai người cũng không phải cùng đi chung, là ở bên ngoài đúng lúc gặp phải. Trương Dương vẻ mặt đầy nụ cười sán lạn, cái nụ cười này có chút dối trá, ít nhất theo Văn Linh xem là như thế. Phan Linh nghĩ không ra hắn có cái gì vui vẻ. Thấy Văn Quốc Quyền đã đi ra, Trương Dương trong lòng thầm than, rốt cuộc là quan lớn, tình huống vừa có chuyển biến tốt đẹp liền nhập được hành động tự do, đổi thành người thường khẳng định còn chưa giải trừ cách ly. Hắn vừa liên hệ cùng Nam Thích, biết kiều mộng viện đã bình phục cơ bản, hiện tại mỗi ngày cũng là nhìn tivi, đọc báo chí cho hết thời gian. Trương Dương đi tới trước mặt bọn họ cười nói, cha nuôi, khí sắc của cha thật là tốt, phong thái còn hơn lúc xưa. Văn Quốc quyền nở nụ cười ha ha, chỉ vào Trương Dương nói cái miệng của con đúng là biết nói. La Tuệ chữ cũng không nhịn được mỉm cười nói, cha nuôi con ghét nhất là người khác định nọt. Trương Dương nói, con rất buồn bực, sau lúc con nói thật luôn luôn không người tin tưởng, chị Linh, chị thấy tôi nói đúng không? Văn Linh lộ ra vẻ tươi cười, cô ấy gật đầu, ba, ba không có việc gì chứ. Văn Quốc Quyền nói, hoàn toàn khỏi rồi, kết quả kiểm tra máu cũng đã ra, Chứng minh trong cơ thể của ba đã không có bệnh độc, cho nên bác sĩ mới để cho ba đi ra hít thở không khí. Trương Dương đi qua bắt mạch, hắn cũng không biết chuyện Văn Quốc Quyền đã tiêm vào kháng thể, có chút ngạc nhiên nói, hình như thật sự tất cả đều khôi phục. Văn Quốc Quyền nói, cũng không phải nhờ con sao. Trưởng đại quan nhân cũng không dám kể công, hắn biết mình vẫn đều là trị liệu giữa chừng, cho tới bây giờ cũng không có tìm được phương pháp trị liệu hữu hiệu phương pháp trị liệu đối với kiều mộng viện đều không khác gì đối với văn quốc quyền, tất cả đều chọn chặn bệnh trước, chữa bệnh sau, tăng cường lực miễn dịch của bọn họ, dựa vào lực miễn dịch của bọn họ đem bệnh độc tiêu diệt, bất quá tốc độ khôi phục của văn quốc quyền vượt xa kiều mộng viện, lẽ nào thuốc đặc hiệu thật sự nghiên cứu chế tạo ra rồi. Là tuệ chữ cũng không có dấu diếm, nhẹ giọng nói tối hôm qua tiêm vào kháng thể, căn cứ tình huống hiện tại mà xem, rất có tác dụng, đối với nguồn gốc của kháng thể, bọn họ đều giữ bí mật nghiêm ngặt, thậm chí ngay cả văn linh đều không rõ kháng thể là tới từ thân thể của mình. Trương Dương nói, cha nuôi, cha tính lúc nào bắt đầu công tác. Văn Quốc Quyền nói, hiện tại, công tác trọng điểm hiện nay của cha cũng là phòng chống bệnh. Trương 922, Đao Kiếm Phong Trần, 3. Trương Dương bỗng nhiên rõ ràng Văn Quốc Quyền thông qua sự kiện bệnh độc lần này, sẽ đạt được chiến tích làm cho người khác hâm mộ, thật ra cái này cũng là ông nên có, dù sao văn quốc quyền trong quá trình chống lại viêm phổi loại R biểu hiện ra tấm gương cho binh sĩ, thâm nhập thực tế, dũng khí này không phải người thường có thể làm được. Hơn nữa từ tình huống hiện tại phân tích, văn quốc quyền sẽ được lợi từ chuyện kháng thể của bệnh độc lần này, chuyện đồng dạng trong tay người khác biệt có thể sản sinh ảnh hưởng và uy lực khác biệt. Loại cao thủ chính trị như văn quốc quyền tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội đem lợi ích chính trị lần này hóa lớn nhất. Là tuệ chữ nói, Trương Dương, còn đã rất lâu không có tới kinh thành, thừa dịp này chơi vài ngày đi. Bà giữ Trương Dương lại cũng không phải là bởi vì cảm kích, mà là quả thật muốn Trương Dương ở lâu vài ngày trò chuyện với mình, khi Văn Linh thức tỉnh, trong lòng bà ấp thấp thỏm cũng không có bớt nửa phần. Trương Dương cười gật đầu, nhưng trong lòng lại tính toán nhanh chóng cáo từ rời đi, dù sao bên Nam Tích còn có nhiều việc phải lo lắng lắm, huống chi Văn Linh ở chỗ này, khiến cho hắn cảm giác rất khó chịu. Là tuệ chữ đứng dậy nói, buổi trưa cùng nhau ăn bữa cơm đoàn viên, mẹ đi chuẩn bị. Phan Linh cực kỳ nhu thuận nói, mẹ, con đi giúp mẹ. Khi hai người rời đi, Văn Quốc Quyền cười chỉ chỉ cái ghế bên cạnh, ngồi đi. Trương Dương ngồi xuống bên cạnh ông, Văn Quốc Quyền nói, gần đây công tác thế nào? Cũng tốt, vẫn đều bận chuyện đại hội tỉnh Bình Hải, công tác chủ bị đã làm không khác biệt lắm, ai ngờ thình lình xảy ra bệnh dịch, phỏng trưng sẽ tạo thành ảnh hưởng nhất định đối với công tác trong tương lai. Trương Dương nói đều là tình hình thực tế, với tình huống hiện nay mà nói, Toàn bộ Bình Hải chỉ có Nam Tích phát hiện người bị nhiễm viêm phổi loại R, hiện người tại Nam Tích đang được Bình Hải quan tâm, ngẫm lại nửa năm sau sẽ cử hành đại hội tỉnh, Trương đại quan nhân không khỏi có chút sợ hãi. Lỡ như ảnh hưởng của tình hình bệnh dịch vẫn còn, thành phố khác khẳng định sẽ có tâm lý sợ hãi, bất quá lần này vạn hạnh trong bất hạnh là tình hình bệnh dịch phát sinh trước đại hội tỉnh khai mạc nửa năm, nếu như khoảng thời gian cách gần một ít, chỉ sợ hắn cho dù có bản lĩnh to bằng trời, đại hội tỉnh lần này cũng sẽ hỏng. Văn Quốc Quyền nói, tiêu trừ tâm lý sợ hãi của dân chúng cần thời gian, bất quá chỉ cần công tác chúng ta làm được đúng chỗ, tối đa 2 tháng có thể đem ảnh hưởng tiêu trừ. Trương Dương biết Văn Quốc Quyền sở dĩ dám nói như vậy, là thành lập trên cơ sở kháng thể đã nghiên cứu thành công và chế tạo ra, nhưng Trương Dương đối với cái này lại không có lạc quan như vậy, trong thời gian nửa năm muốn tiêu trừ sợ hãi của mọi người, cái này tựa hồ có chút không có khả năng, còn nữa, Văn Quốc Quyền tuy rằng đã dùng tới kháng thể trị liệu, chưa chắc đại biểu cho viêm phổi loại r có thể khống chế thành công được trương dương nói hy vọng tình hình bệnh dịch có thể mau chóng khống chế được văn quốc quyền tràn ngập lòng tin nói nhất định sẽ hắn đoán được trương dương đang lo lắng cái gì vỗ vỗ vai của trương dương nói chuyện nam tích phát triển vùng giải phóng mới cha đã biết ý nghĩ của các người rất tốt kinh mậu năm nay cha sẽ tự mình đi cắt băng trương dương nghe được tin tức này không khỏi mừng rỡ hắn cũng rõ ràng Văn Quốc Quyền sở dĩ đưa ra yêu cầu muốn đi đến kinh mậu Nam Tích Cắt Băng, là muốn trả mình một cái nhân tình, bởi vậy có thể thấy được, giữa bọn họ tuy rằng là quan hệ cha nuôi con nuôi, nhưng trên thực tế lại là loại tình trạng xa không có thân này, Văn Quốc Quyền cũng không muốn thiếu nhân tình của hắn. Trương Dương nói, thật tốt quá, cha nuôi, nếu như cha đi, khẳng định cho sẽ mang đến nhân khí thật lớn kinh mậu lần này. Văn Quốc Quyền cười nói, phát triển sản nghiệp công nghệ cao là chiều hướng phát triển, lãnh đạo thành phố Nam thích các người có thể ý thức được điểm này, thật sự đáng quý, mới có thể nói, cha sẽ đề nghị, vùng giải phóng mới của các người làm công trình thí điểm của quốc gia. Trường đại quan nhân có chút nhiệt huyết sôi chào Văn Quốc Quyền nói thì trên cơ bản có ý nghĩa là 89 phần thành rồi. Hành trình kinh thành của mình lần này có thể nói là kiếm lời quá lớn, cái gì gọi là công trình thí điểm cấp quốc gia. Nơi làm thí điểm cũng là trọng điểm, trọng điểm thì quốc gia sẽ bồi dưỡng mạnh, đương nhiên không loại trừ đầu tư có thể tính, hắn thúc đẩy chuyện này không chỉ có lợi thật lớn đối với Nam Thích, đối với phát triển trong tương lai của chính hắn cũng là lợi ích rất lớn. Trương đại quan nhân đã thấy con đường làm quan của mình đầy ánh sáng, mình đang nhanh chóng cấp tốc kéo lên cấp phó phòng. Buổi trưa người một nhà ăn, cũng không có uống rượu, cơm nước đều rất nhẹ, đầu bếp đặc biệt vì văn quốc quyền định ra thực đơn ăn, văn linh ăn rất ít, dựa theo quan điểm bình thường mà xem, cái này rất bình thường, dù sao cô ấy nằm nhiều năm như vậy mới thức tỉnh, cơ năng của các bộ phận thân thể đều bị vây trong thời kỳ dưỡng bệnh, cho nên không có khả năng ăn nhiều, thế nhưng Trương Dương lại biết phó công của Văn Linh hiện tại đã đạt được trình độ kinh thế hãi tục. Hiện tại Văn Linh cũng là một người nghiêm ngặt theo chủ nghĩa ăn chay, chỉ uống một chén canh nhỏ, ăn vài cọng rau xanh, là tuệ chữ thân thiết nói, tiểu Linh, bệnh của con vừa khỏi, thân thể cần dinh dưỡng, ăn nhiều một chút. Văn Linh thản nhiên cười nói, nằm nhiều năm như vậy, công năng dạ dày đều thoái hóa không dám ăn nhiều một chút lót dạ là được rồi la tuệ chữ cảm thấy con gái nói cũng có chút đạo lý gật đầu hướng trương dương nói trương dương lát về giúp chị con nhìn kê thuốc dạ dày cho chị của con luôn trương dương cười nói được không cần chờ hiện tại cũng được hắn vươn tay đi văn linh hơi ngẩn ra lập tức rõ ràng trương dương là muốn nương cơ hội này thăm dò mình trước mặt cha mẹ văn linh cũng không có từ chối đưa tay qua, Trương Dương đưa ngón tay khoát lên mạch môn của Văn Linh. Tay chạm đến thì thấy lạnh lẽo một mảnh, mạch đập toàn bộ đều không có, nếu như không phải thấy Văn Linh rõ ràng ngay trước mắt, Trương Đại Quan Nhân nhất định sẽ nghĩ mình cầm nhầm tay của người chết. Văn Linh cười như không cười nhìn hắn nói, Trương Dương, cậu xem bệnh tôi rốt cuộc có nặng hay không? Trương Dương nói, chị nói không sai, nằm nhiều năm như thế, công năng dạ dày thoái hóa, tôi kê cho chị một ít thuốc hồi phục trước, chờ khi nguyên khí chậm rãi bồi dưỡng, công năng dạ dày tự nhiên sẽ khôi phục bình thường. Văn Linh nói, vậy cảm ơn cậu. La tuệ chữ không biết huyền cơ giữa hai người, một bên cười nói, hai chị em còn khách khí cái gì. Lúc này thư ký của Văn Quốc Quyền đi vào tới, tại bên cạnh La tuệ chữ thì thầm vài câu, La tuệ chữ gật đầu, ý bảo thư ký đem điện thoại cho mình. La tuệ chữ cầm lấy điện thoại mỉm cười nói, Hà Tiên sinh rất lâu không có điện thoại đến đây người gọi điện thoại tới là hà trường an la tuệ chữ và hà trường an nói vài câu cúp điện thoại giao cho thư ký đang đứng đợi khi thư ký rời đi la tuệ chữ có chút kỳ quái nói quốc quyền hà trường an sao biết anh sinh bệnh văn quốc quyền nhíu nhíu mày chuyện ông sinh bệnh vẫn được phong tỏa tin tức hà trường an gọi điện thoại tới ân cần thăm hỏi là hảo ý bất quá một người thương nhân sao biết chuyện ông sinh bệnh được giữ bí mật như thế cũng may bệnh tình của ông đã khỏi hẳn người đem chuyện này tiết lộ ra ngoài rốt cục là hảo ý hay là ác ý văn quốc quyền suy nghĩ một chút nói em hẹn hắn gặp mặt biểu thị một chút lòng biết ơn đối với hắn thuận tiện hỏi thăm một chút hắn rốt cục từ chỗ nghe được tin tức la tuệ chữ gật đầu bà hướng trương dương nói trương dương con và hà trường an không phải rất quen thuộc sao buổi tối ngày hôm nay chúng ta đi tử kim các ăn con theo mẹ đi mẹ nuôi lên tiếng trương dương đương nhiên không thể chối từ hơn nữa hắn cũng đã lâu không gặp Hà Trường An, gặp mặt ôn chuyện với ông ta cũng rất không tồi. Văn Quốc Quyền ngáp một cái nói, các người ăn trước, tôi đi nghỉ ngơi. Văn Linh đứng dậy nói, ba, con đỡ ba đi vào. Cô ấy đứng dậy đỡ lấy tay của Văn Quốc Quyền, Văn Quốc Quyền không khỏi nở nụ cười, con gái, con làm như vậy khiến cho ba cảm giác mình đã già. Chương 923, đao kiếm phong trần, 4. Hai cha con rời khỏi nhà ăn văn quốc quyền mắt sáng như đuốc ông nhìn ra con gái không chỉ là đưa mình đi ra đơn giản như vậy tựa hồ con gái có chuyện muốn muốn nói riêng với mình văn quốc quyền thấp giọng nói có phải là có chuyện gì muốn nói với ba văn linh gật đầu nói ba con muốn rời đi một thời gian văn quốc quyền không nói chuyện chỉ là vỗ nhẹ tay của con gái văn linh nói có một số việc con cần xử lý một chút văn quốc quyền nói hiện tại thân thể của ba cũng được rồi hay là để cho mẹ con cùng đi với con. Lúc nói những lời này ông đã dự cảm con gái tất nhiên sẽ từ chối, quả nhiên không ngoài sở liệu của ông, Văn Linh lắc đầu nói con muốn tự mình xử lý việc này. Văn Quốc Quyền nói, lúc trước ba vẫn đều lo lắng cho con, con ngủ 14 niên, trong tâm lý của ba, con cuối cùng vẫn là hình dạng của tiểu cô nương 14 năm trước, nhưng trên thực tế con đã trưởng thành, lần này sau khi con thức tỉnh, loại cảm giác này của ba càng mạnh mẽ. Văn Linh nói, ai ai cũng sẽ lớn lên, quá trình của con tuy rằng khác biệt, thế nhưng con cũng có một ngày lớn lên thành thục. Văn Quốc quyền tràn đầy cảm xúc gật đầu, nhìn mặt con gái tái nhật nói, tiểu Linh, con nhận được đau khổ nhiều hơn so với bạn cùng lứa tuổi, ba tin tưởng con có thể xử lý tốt chuyện của mình, muốn làm cái gì thì đi làm đi, bất quá, vô luận đi tới đâu, nghĩ cái, cũng không đừng quên ba và mẹ con, cũng không được quên nhà của chúng ta, ở bên ngoài bị hủy khuất, nhớ kỹ gọi điện thoại cho ba mẹ. Nói đến đây trong lòng Văn Quốc Quyền cảm thấy chua xót khổ sở, ông rất ít biểu lộ tình cảm của mình như vậy, thân phận của ông và địa vị cũng không cho phép ông làm như vậy. Văn Linh mân mê môi, ánh mắt của cô ấy toát ra vài phần cảm động, nhưng biểu tình của cô ấy vẫn kiên cường như cũ, Văn Quốc Quyền bỗng nhiên phát hiện con gái cực kỳ giống mình lúc trẻ tuổi. Tuy rằng là la tuệ chữ làm chủ mời khách, nhưng Hà Trường An đến sớm hơn so với chủ nhân, ông ta cho ông chủ của tử kim các là phùng cảnh lượng đem bữa tiệc buổi tối an bài sớm, Hà Trường An bình thường phô trương bản thân cũng đều rất đủ, thế nhưng cũng phải phân biệt là đối với ai, vợ chồng văn quốc quyền, ông cho tới bây giờ đều là không dám chậm trễ. Buổi tối 6 giờ 30 là tuệ chữ và Trương Dương cùng nhau đi tới, bởi vì trước đó là tuệ chữ cũng không có nhắc tới chuyện Trương Dương muốn tới, cho nên cho Hà Trường An một kinh nghỉ không lớn không nhỏ. Hà Trường An đem hai người mời vào phòng, đồ ăn đã chuẩn bị tốt, Trương Dương phát hiện một hiện tượng rất đặc biệt, bởi vì viêm phổi loại er phố ẩm thực của kinh thành trở nên tiêu điều, nhưng từ kim các cũng một người ngoại lệ, sinh ý vẫn nóng nảy như trước. Hơn nữa tất cả phục vụ nhân viên không có mang khẩu trang, bất quá lúc vào cửa có thêm một trình tự kiểm tra nhiệt độ cơ thể hồng ngoại. Thế nhưng cái này cũng có ngoại lệ, là tuệ chữ và trương dương lúc vào cửa, tiểu thư tiếp khách không dám dùng máy kiểm tra nhiệt độ cơ thể tiến hành kiểm tra đối với bọn họ. Trương đại quan nhân còn có chút không vui, hướng về phía tiểu thư tiếp khách dáng người yểu điệu nhếch miệng, tôi nói cô này, vì sao không cần kiểm tra tôi tiểu thư tiếp khách đỏ mặt nói ông chủ không cho ngoặc kép trương dương nở nụ cười ha ha là tuệ chữ đưa tay vỗ nhẹ trên cái ót hắn một cái tên nhóc này đến chỗ nào cũng đều thích ẩm ý hà trường an mặc kiểu áo tôn trung sơn màu xám tóc vừa mới được cắt qua tóc ngắn có vẻ rất tinh thần dâu mép tỉa rất sạch sẽ cho trương dương cảm giác còn muốn trẻ tuổi so với lần trước thấy ông ta trương dương nói chú hà gần đây sao càng sống càng trẻ tuổi vậy hà trường an cười nói có người nhắc nhở tôi phải chú ý hình tượng cho nên tôi bắt đầu làm ra một ít thay đổi trương dương cười nói nhất định là vị nữ sĩ đẹp la tuệ chữ có chút ít oán trách chừng trương dương trong lòng nói tên nhóc này thật sự là nói chuyện càng ngày càng tùy tiện bà lại không biết rằng giữa hà trường an và trương dương bởi vì chuyện của mẹ con tần manh manh nên từ lâu đã trở thành ăn ý chi giao hà trường an cười ha ha nói đúng vậy còn rất trẻ tuổi, Trương Dương hiểu ý nở nụ cười theo. La Tuệ chữ thở dài một hơi, xem ra chém ngang một người đàn ông bất quá cũng chỉ là một chữ sắc, cơ chí như Hà Trường An cũng không có ngoại lệ. Hà Trường An từ châu Phi trở về không lâu, gần đây ông trên sinh ý gặp một lần tao ngộ tương đối lớn, quốc gia chỗ mỏ vàng của ông đang bị dung chuyển thế cục, gần đây bạo phát nội chiến, Hà Trường An phải đóng cửa mỏ vàng, trước đi về trong nước trốn tránh đầu sóng ngọn gió, nhắc tới chuyện này hà trường an không khỏi tức tối nói lúc đầu mấy cái sinh ý bản tốt tất cả đều ngâm nước nóng tổn thất lớn không la tuệ chữ hỏi hà trường an nói sinh ý nào có đạo lý kiếm ổn không bồi ông nhìn nhận vấn đề cũng rất thoáng la tuệ chữ cười nói thật ra lúc trước ông đi đến châu phi khai thác mỏ nên canh chừng và tính toán nhân tố nguy hiểm ở bên trong hà trường an nói chỉ hy vọng trận nội chiến này của bọn họ có thể phân ra thắng bại sớm một chút chờ chính phủ mới tổ chức nội các tôi sẽ trở lại ngẫm lại tôi bỏ phế mỏ vàng ở đấy thật sự là có chút đau lòng trương dương nói giang sơn đổi chủ người ta đến lúc đó chưa chắc thừa nhận mỏ vàng cũng là của ông hà trường an cười nói chính đàn châu phi thối nát tới cực điểm ông vốn định nói còn muốn thối nát hơn so với trong nước nhưng có la tuệ chứ ở đây loại câu nói này vô luận như thế nào cũng không nói ra được trương dương nói thối nát sao ông người còn cười đến hài lòng như thế cẩn thận coi chừng đem mỏ vàng của ông tham ô luôn đấy. Hà Trường An nói, nếu như là phái đương quyền thắng, với cơ sở của tôi bên ấy, lấy lại mỏ vàng đương nhiên sẽ không tốn hao quá nhiều công phu, nếu như phái đảo chính thắng, tôi cùng lắm là dùng nhiều tiền một ít, đơn giản là vấn đề thành phẩm cao thấp, người châu Phi tham lam mà còn ngu xuẩn, tùy tiện để một người Trung Quốc đi qua cũng đều là thiên tài. La Tuệ Chữ cười nói, Hà Tiên Sinh, những lời này của ông lộ ra mùi vị kỳ thị chủng tộc, trước mặt người tuổi trẻ, ông không chỉ tuyên truyền chủng tộc kỳ thị, còn không kiêng nể gì cả đàm luận chuyện đút lót nhận hối lộ, hình như không tốt lắm đâu. Hà Trường An cười nói, phan phu nhân không nên lấy làm phiền lòng, mọi người gần gũi như thế tôi mới làm cản nói hai câu, bất quá tôi cùng lắm chỉ hủ hóa một chút cán bộ châu Phi, về phần trong nước chúng ta, tôi cũng sẽ không làm hại tổ quốc của mình. Cái này là tuệ chữ đương nhiên sẽ không tin tưởng, theo bà nhìn thì bất luận một vị thương nhân nào cũng đều không có khả năng chưa từng có hành vi đút lót, nghiêm ngặt mà nói, đầu tư tình cảm cũng là một loại đút lót, bất quá rất nhiều chuyện cũng không thể quá nghiêm túc được. chương 924, theo dõi. 1. Hà Trường An lần thứ hai biểu thị quan tâm đối với bệnh tình của Văn Quốc Quyền, là tuệ chữ mỉm cười nói, đa tạ Hà Tiên sinh quan tâm, thân thể của Quốc Quyền đã hoàn toàn hồi phục, hơn nữa đã bắt đầu chính thức làm việc. Hà Trường An vui mừng nói, vậy là tốt rồi, lần này tôi vừa xuống máy bay chợt nghe nói tin tức viêm phổi loại R tàn sát bừa bãi, các người không thấy được, sân bay kiểm dịch rất nghiêm ngặt, có chuyến bay chỉ phát hiện ca bệnh, toàn bộ hành khách của chuyến bay đều bị cách ly, tôi lúc đó cũng lo lắng, một máy bay lớn như vậy người nào cũng có, lỡ như có một ca bệnh viêm phổi loại R, tất cả mọi người sẽ gặp tao ương, cũng may, chuyến bay tôi ngồi không có phát hiện ca bệnh nào. Là Tuệ Chữ nói, lần này viêm phổi loại R ảnh hưởng rất lớn đối với trong nước, tình hình bệnh dịch nặng, lây nhiễm cấp tốc, những năm gần đây chưa từng có. Hà Trường An gật đầu. La Tuệ chữ đổi đề tài, sao ông biết quốc quyền sinh bệnh? Hà Trường An sửng sốt một chút, có chút kinh ngạc nói, chuyện này đã sớm đồn ra mà, sao thế? Các người không biết. La Tuệ chữ thở dài nói, chúng tôi còn tưởng rằng tin tức phong tỏa rất nghiêm mật. Bởi vậy bà cũng sản sinh một loại lo lắng, chuyện từ trong máu văn linh phát hiện kháng thể có thể cũng truyền ra hay không. Hà Trường An nói: "Sau khi tôi đi tới kinh thành, gặp qua vài người bạn, đều đang bàn luận chuyện này, bất quá Văn Văn tổng lý không có việc gì là tốt rồi." La Tuệ chữ có vẻ có chút tức giận, lúc trước Quốc quyền muốn phong tỏa tin tức này, cũng là sợ chuyện tình truyền ra đi sẽ tạo thành tâm tình khủng hoảng của dân chúng, không ngờ rằng vẫn có người đem chuyện này ra mà nói. Hà Trường An mỉm cười nói: "Văn phu nhân, thật ra chỉ cần theo đà phát triển hiện nay, chuyện này chưa chắc sẽ không từ chuyện xấu biến thành chuyện tốt." Là tuệ chữ đương nhiên rõ ràng ý của Hà Trường An, nhẹ giọng nói, việc cấp bách là đối kháng tình hình bệnh dịch, quốc quyền bệnh vừa khỏi thì bắt tay vào làm công tác trong phương diện này. Hà Trường An nói, văn phu nhân giúp tôi chuyển lời cho Tổng lý, nhất định phải kêu ông ta chú ý thân thể nhiều hơn. Là tuệ chữ gật đầu, bà đứng dậy nói tôi phải đi trước, quốc quyền bệnh vừa khỏi, nếu như tôi không nhìn, ông căn bản sẽ không yêu quý thân thể của mình. Hà Trường An đứng dậy đưa tiến là tuệ chữ tới tuy rằng không dài, thế nhưng mục đích của bà đã đạt được, một là hướng Hà Trường An biểu đạt lòng biết ơn, hai là hướng Hà Trường An truyền lại tin tức. Hà Trường An ngầm hiểu, ông có thể làm tới trình độ hôm nay cũng không phải ngẫu nhiên, một người thương nhân thành công đầu tiên phải có khứu giác chính trị nhạy cảm, ông trong phương diện này vẫn đều làm tốt. Trương Dương cũng không theo La Tuệ chữ rời đi, hắn rất quan tâm tin tức của Tần Hoan, gần đây ít có liên hệ con nuôi, hắn có chút nhớ Nhung tiểu tử kia. Hà Trường An tiến người trở về, cười nói, cậu có phải là muốn hỏi tôi cái gì? Trương Dương cười nói, ông rõ ràng mà. Hà Trường An gật đầu nói, hai mẹ con bọn họ hiện nay được tôi đưa đến Bahama. Bahama, Trương Đại Quan Nhân mở to hai mắt nhìn, hắn không biết Bahama, chỉ biết là ở Bắc Mỹ. Hà Trường An nói, Bahama ở đối diện bờ đông biển Nam nước Mỹ, tôi ở Bahama bỏ trăm ngàn đô la đăng ký một công ty hữu hạn, lại dùng tiền đút lót quan viên, lấy cho manh manh một thị thực công tác 5 năm, hiện tại cô ấy đã mình có thẻ xanh chính thức của Bahama, tiểu hoan cũng vậy. Trương Dương thở dài nói, đều thành người nước ngoài. Hà Trường An nói, cậu có thời gian tôi mang cậu đi qua nghỉ phép, cảnh sắc bên kia tuyệt đối sẽ làm cậu lưu luyến không quên, cái tốt nhất là Bahama là một quốc gia miễn thuế, không trưng thu thuế thu nhập cá nhân, thuế công ty, thuế tư bản và thuế di sản, hơn nữa cũng rất gần nước Mỹ, là quốc gia giàu nhất ở châu Mỹ ngoại trừ Mỹ và Canada. Trương Dương biết được Tần Manh Manh và Tần Hoan Bình An thì yên lòng, hắn mỉm cười nói, không biết bọn họ ở có quen không. Hà Trường An cười nói, quốc tế có câu, gọi là chỗ nào có ánh sáng thì có người Trung Quốc, người Trung Quốc ở Bahama rất nhiều, phần lớn tập trung tại thủ đô, ở đằng kia cậu tùy ý đều có thể thấy người Hoa, còn có đại minh tinh cũng rất nhiều. Tiểu Hoan hiện tại theo học tại một trường học của người Hoa, tôi đặc biệt mướn bảo mẫu, tài xế, bảo tiêu cam đoan an toàn của mẹ con bọn họ. Trương Dương liên tục gật đầu. Hà Trường An nói, tôi hiện tại hầu như đã là trạng thái về hưu, có vài năm nữa, chờ vàng bên châu Phi kia đào xong, tôi đem tất cả sinh ý kết thúc, cũng đi Bahama dưỡng lão, cái khác không nói, miễn thuế thật sự quá hấp dẫn tôi. Trương Dương cười nói, ông là thương nhân yêu nước, đi như thế không có suy nghĩ sao. Hà Trường An nói, mấy thứ tiền tài này, sống không mang theo tới chết không thể mang theo, tôi có nhiều tiền cũng vô dụng, manh manh cũng thường xuyên khuyên tôi, ở trong nước làm nhiều việc một chút, cho quốc gia một ít cống hiến, tôi cũng nghĩ rồi, năm nay tôi sắp 50 tuổi, chờ 55 tuổi, tôi sẽ toàn thân trở ra. Cửa phòng bị nhẹ nhàng gõ gõ, ông chủ của tử kim các phùng cảnh lượng đến đây kính rượu, vừa rồi là tuệ chữ có mặt, gã cũng không dám làm phiền, nhưng hiện tại là tuệ chữ đi, gã tự vấn là có chút giao tình với Hà Trường An cho nên đến đây liên lạc một chút tình cảm. Vị trí của Hà Trường An tại thương giới rất cao, trong mắt rất nhiều thương nhân ông nghiễm nhiên là một thần thoại tồn tại, nước ngoài có một Warren Buffett, người khác cùng ông ta ăn bữa cơm tâm sự sẽ lấy được lợi ích to lớn, trong mắt nhiều thương nhân, Hà Trường An cũng là nhân vật như vậy, vô luận làm siêu tầm làm điền sản ông đều dành trước người khác, hiện tại nhãn giới của mọi người còn nhìn chằm chằm trong nước, người ta đã chạy đến châu Phi đào vàng dục vọng của thương nhân đối với truy cầu tiền tài là không có chừng mực, phùng cảnh lượng cảm giác mình phát triển cũng đến bình cảnh, sinh ý của tử kim các tuy rằng vẫn cũng không tồi, thế nhưng hai năm nay không thể so với lúc vừa khai trương, kim vương phủ của cha tấn Bắc Phân lưu đi một phần khách tương đối lớn, tuy rằng kinh thành rất nhiều người, thế nhưng khách hàng cao cấp thì lại có hạn, lần này viêm phổi loại R cho phùng cảnh lượng một cảnh báo, nếu như chỉ ôm cái ẩm nghiệp này, đối với sức chịu đựng nguy hiểm sẽ rất thấp có câu là không thể đem trứng gà đặt ở trong một rổ, gã hiện tại đã mưu cầu cách đầu tư mới. Tại trong mắt Hà Trường An Phùng Cảnh Lượng chỉ là một hậu bối, đối với hậu bối, ông luôn luôn vui lòng nhắc nhở. Khi Hà Trường An rõ ràng ý của Phùng Cảnh Lượng, lập tức chỉ chỉ Trương Dương nói, tiểu Phùng, cậu có thể suy nghĩ đi Nam Thích. Phùng Cảnh Lượng và Trương Dương gặp mặt tuy rằng không nhiều, thế nhưng đối với Trương Dương rất quen thuộc, Chuyện thằng nhãi này lần đầu tiên tới từ Kim Các Hành Hung Kiều bằng phi khiến cho gã được ấn tượng quá sâu khắc. Ấn tượng của Phùng Cảnh Lượng đối với Trương Dương còn dừng lại tại giai đoạn con nuôi của văn phó tổng lý, gã không biết công tác hiện tại của Trương Dương. Phùng Cảnh Lượng nâng ly rượu hướng Trương Dương nói: "Trương Dương, chúng ta coi như là quen biết đã lâu, có đầu tư tốt nhất định phải chiếu cố tôi à?" Cái lời nói này của Phùng Cảnh Lượng hơn phân nửa là khách sáo, gã không tin Trương Dương có thể có nhiều năng lực. Hà Trường An kế tiếp nói làm cho Phùng Cảnh Lượng rõ ràng ông ta không phải đang nói giỡn, Hà Trường An nói: "Hiện tại Nam Tích đang chuẩn bị xây dựng khu công nghệ cao, đã có rất nhiều công ty nổi tiếng đến đầu tư xây dựng, cơ hội tốt như vậy cậu không đi nắm chắc sao?" Phùng Cảnh Lượng nói: "Công ty English Bender ở lại Nam Tích tôi cũng biết, bất quá tình huống cụ thể tôi không rõ ràng lắm." Hà Trường An cười tủm tỉm nói: "Không rõ ràng lắm thì hỏi, khu công nghệ cao của Nam Tích cũng là Trương Dương phụ trách." Chương 925, theo dõi. 2. Lúc Phùng Cảnh Lượng lần thứ hai nâng ly rượu tìm Trương Dương uống rượu, rõ ràng lại có thay đổi, khách khí là một chuyện, tôn kính lại là một chuyện khác, chỉ cần khiến cho gã ý thức được Trương Dương hữu dụng đối với gã, gã nói chuyện đều lộ ra cẩn thận. Có đôi khi, vị trí của người quyết định thân phận của mình, cái gọi là người người bình đẳng chỉ là vô nghĩa, vĩnh viễn đều không có khả năng có bình đẳng tuyệt đối, Trương đại quan nhân nghĩ như thế. Trương Dương cười nói: Hà Tổng quá khen tôi rồi, tôi ở Nam Thích chỉ là một chủ nhiệm ủy ban thể dục, tôi phụ trách chính là công tác thể dục, khu công nghệ cao không quan hệ gì với tôi cả. Phùng cảnh lượng nửa ngờ nửa tin, thật ra đa nghi là bệnh chung của thương nhân, nếu như lời nói vừa rồi không phải do Hà Trường An nói ra, đương nhiên không có bao nhiêu có thể tin, Hà Trường An nói ra, Trương Dương lập tức thoái thác, phùng cảnh lượng ngược lại cảm thấy Trương Dương là người giấu giếm, xem ra hắn thật sự phụ trách công tác của khu công nghệ cao, chỉ là quan hệ của người ta và mình không tới cái mức kia, cho nên người ta chưa chắc cam tâm tình nguyện giúp mình làm việc. Phùng Cảnh Lượng nói, chủ nhiệm trương quá khiêm tốn, thật ra tôi cũng nghe nói cậu ở Nam Tích là nhân vật thực quyền. Trương Dương cười nói, có sao? Sao tôi không biết? Phùng Cảnh Lượng nói, chủ nhiệm trương, chúng ta nhận thức lâu như vậy, chút giao tình hẳn là có mà. Hà Trường An nhìn Trương Dương, lộ ra nụ cười. Trương Dương rất kỳ quái, Hà Trường An lâu như vậy không về nước, vừa tới lại có thể lý giải tình huống của Nam Tích rõ ràng như thế, xem ra muốn làm một người thương nhân ưu tú đầu tiên phải có khứu giác linh mẫn. Phỏng trừng Hà Trường An tuy rằng ở nước ngoài, thế nhưng vẫn đều quan tâm tất cả trong nước. Khu công nghệ cao Nam Tích vừa mới bắt đầu, ông liền rõ như lòng bàn tay đối với tất cả tình huống. Trương Dương nói, khu công nghệ Nam Tích vừa rồi khởi động, vạn sự khởi đầu nan, cụ thể sau này phát triển thế nào, tôi cũng không rõ ràng lắm, bất quá quả thật có rất nhiều đầu tư trong ngoài nước biểu thị ra rất nhiều hứng thú đến Nam thích đầu tư, thành phố chỉ là đem kinh mậu mùa thu giao cho tôi phụ trách. Trương đại quan nhân vẫn tương đối thành thật, trong lời nói cũng không nhiều thành phần khoa trương. Phùng cảnh lượng nói, có thời gian tôi đi Nam tích khảo sát, tôi có rất nhiều bạn bè, đều là trong tay có tiền, không biết đầu tư ở đâu. Trương Dương cười nói, hoan nghênh tới. Phùng cảnh lượng rất biết làm việc, lúc này liền trao đổi điện thoại với Trương Dương, Trương Dương cũng biết thằng nhãi này ở kinh thành nhiều năm như vậy, quan hệ các mặt rất nhiều, kết giao cũng không có chỗ xấu. Lúc Hà Trường An và Trương Dương cùng nhau rời đi, gặp người quen tại trước cửa Tử Kim Các. Có Lương Khang với danh xưng Tam công tử kinh thành, cùng đi đến với hắn là cơ nhược nhạn tập đoàn Thái Hồng tổng giám đốc của, một người Trương Dương cũng nhận thức, là tổng giám đốc cao dũng của câu lạc bộ Thái Hồng. Lương Khang thấy Hà Trường An và Trương Dương cùng một chỗ, không khỏi sửng sốt một chút cơ nhược nhạn cũng ánh mắt sáng ngời, về phần cao dũng từ sự kiện sân thể dục đông giang sụp xuống đã bị Trương Dương hù nát lá gan, đối với hắn rất kiêng kỵ, ánh mắt cũng không dám nhìn thẳng Trương Dương. Giữa Lương Khang và Trương Dương phát sinh chuyện không vui, bất quá từ khi Lương Khang nhận thức thực lực của Trương Dương, biểu hiện ra rất ngoan ngoãn, hắn đầu tiên là cười đi qua hướng Hà Trường An, vươn tay rất nhiệt tình với Hà Trường An, Hà Tổng, nghe nói ngài gần đây đi châu Phi phát tài. Hà Trường An cười ha hả nói, ra rồi hiện cạnh tranh tại thương giới trong nước ngày càng kịch liệt thể lực và tinh lực của tôi đều không thích hợp tiếp tục dốc sức tại thị trường trong nước chợ cho nên chỉ có thể đi châu phi kiếm chút đỉnh tiền trong nước đã là thế giới của người tuổi trẻ lương khang cười nói hà tổng khách khí ngài là càng già càng dẻo dai là hình tượng trong lòng những người chúng tôi nếu như đào vàng là kiếm tiền nhỏ vậy tôi buôn bán làm ăn tính là cái gì mọi người đều nở nụ cười lương khang lại vươn tay hướng trương dương chủ nhiệm trương tới kinh thành cũng không thông báo một tiếng, không đem tôi trở thành bạn bè à." Trương Dương cười tủm tỉm nói, "Tôi không quen anh." Hắn mới không đem Lương Khang để vào trong mắt, chó má Tam Công kinh thành tử, lúc trước ở sau lưng dở trò, muốn đem phòng tạm trú nam tích tại kinh thành đuổi ra khỏi nhà, âm mưu quỷ kế làm một đống lớn, hiện tại dày mặt lôi kéo tình cảm, mẹ nó mày cho rằng mình là ai? Lương Khang không ngờ rằng Trương Dương trước mặt nhiều người như vậy không cho mình mặt mũi, trong lúc nhất thời nụ cười cứng lại trên mặt Cơ Nhược Nhạn cười nói, "Chủ nhiệm Trương, lần trước anh viết cho tôi trường hận ca tôi rất thích, hai ngày nay có thời gian tôi làm chủ mời anh ăn, biểu đạt một chút lòng biết ơn." Trương Dương vẻ mặt cười xấu xa nói, "Cô muốn cảm ơn tôi thế nào?" Thằng nhãi này là cố ý, lời này tràn ngập mùi vị đùa giỡn, hắn biết rõ Lương Khang có ý tứ đối với Cơ Nhược Nhạn, còn trước mặt hắn nói ra cái này, căn bản là muốn cho Lương Khang xấu xí. Nụ cười của Lương Khang nhất thời biến mất trên mặt càng làm cho hắn căm tức hơn chính là cơn nhược nhạn nghe trương dương nói những lời này không có tức giận ngược lại còn cho trương dương một cái chớp mắt quyến rũ biểu tình vui mừng không thôi ý vị sâu xa hà trường an tuy rằng không biết giữa bọn họ phát sinh qua cố sự gì nhưng từ trong giao phong lúc này đã nhìn ra giữa mấy người khẳng định có oán hận chất chứa cười nói tôi và chủ nhiệm trương còn có việc đi trước lương khang tức giận đến hắng giọng nhìn bóng lưng của hà trường an và trương dương đi xa cắn chặt môi cơ nhược nhạn đẩy nhẹ cánh tay hắn một cái nói tức giận trương dương là tính tình như vậy miệng hắn thích nói lung tung không có ý xấu cơ nhược nhạn càng nói như thế lương khang càng tức giận trương dương đắc tội hắn cơ nhược nhạn lại có thể nói thay thằng nhãi này cái này không phải đổ thêm dầu vào lửa cháy sao nhưng cơ nhược nhạn muốn cũng là cái hiệu quả này trương dương lên chiếc mercedes mà hà trường an mới mua hà trường an cười nói lương khang mấy năm nay làm không tồi bất quá người này lòng giả cao lắm không đem người khác để vào mắt trương dương đem ân oán của mình và lương khang nói đơn giản với hà trường an một lần hà trường an cười ha hả nói trùng quan giận dữ vì hồng nhan cơ nhược nhạn này cũng là kẻ gây tai họa ông đổi giọng nói tôi thấy cô ấy hình như rất không tồi đối với cậu trương dương nói chú hà cái này hình như rất là xảo diệu có thể ông không biết cơ nhược nhạn thiếu chút nữa thành con dâu của tổng giám đốc tập đoàn thái hồng triệu vĩnh phúc con trai của Triệu Vĩnh Phúc Triệu Quốc Lương bị người đụng chết, xe đụng chết hắn là chiếc xe của tôi. Hà Trường An lập tức rõ ràng, thấp giọng nói, cơ nhược nhạn cố ý chế tạo mâu thuẫn giữa cậu và Lương Khang. Trương Dương gật đầu, tôi và Lương Khang không quen biết, nếu như không phải cô ấy, chúng tôi sao có thể đến loại tình trạng này. Hà Trường An nói, ngày hôm nay cậu khiến cho Lương Khang mất mặt, đám thái tử gia kinh thành này, cả đám tâm cao ngất trời, rất quan tâm đối với chuyện mặt mũi. Trương Dương nói, tôi không sợ hắn. Hà Trường An nói, không phải vấn đề sợ hay không sợ, mà là có chút phiền phức cũng không cần thiết, khi phách chi tranh hậu quả thường thường đều là lưỡng bại câu thương. Nghe thế Trương Dương nở nụ cười, hắn hỏi, ông và cha tấn bác ra sao rồi? Hà Trường An nói, cho tới nay đều là ông ta phân cao thấp với tôi, tôi buôn bán từ đầu đến cuối đều là hòa khí phát tài, bây giờ mỏ vàng của tôi đóng cửa, kim toản thế gia đã toàn bộ qua tay cho Giang Vũ Thanh. Giang Vũ Thanh. Hà Trường An nói con trai của Giang Đạt Dương. Trương Dương trải qua sự nhắc nhở của ông mới nghĩ tới, Giang Vũ Thanh là cha của Giang Quang Á. Trường 926 theo dõi. 3. Hà Trường An nói thương trường của Trung Quốc rất đặc thù, người dựa vào dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, một mình dốc sức làm có thể đạt được trạng thái đỉnh phong đã thành lông phượng và xứng lân. Việc buôn bán của Trung Quốc là muốn nói quan hệ giảng bối cảnh. Chỉ cần cậu nắm được quan hệ và nhân mạch, Việc buôn bán trên cơ bản là kiếm ổn không bồi. Trương Dương cười nói, ngài phát triển đến trình độ bây giờ thật sự rất không dễ dàng. Hà Trường An mỉm cười nói, loại người vốn sinh ra đã kém cỏi giống, chỉ có thể dùng tiền lời đầu tiên của tôi tất cả đều đi làm quan hệ, chờ tôi lợi dụng quan hệ kiếm được tiền lời thứ hai, tôi dùng phần lớn bên trong đi làm quan hệ, như vậy vòng đi vòng lại, việc buôn bán của tôi cũng không ngừng tăng hiện tại tôi tiền cũng có quan hệ cũng có kinh thương với tôi mà nói đã rất dễ nhắm mắt lại cũng có thể đủ kiếm tiền trương dương lẳng lặng nghe hà trường an nói hà trường an nói càng là người kiếm đồng tiền lớn tiền tới lại càng dễ việc buôn bán không nên suy nghĩ đến tiền cần phải suy nghĩ đến nhân tính người không giống trình độ tham lam cũng không giống chỉ cần là người sống đều có nhu cầu có người vì tài có người vì sắc có người vì danh trương dương nói Giả như ông gặp một người cái gì cũng không tham, thầm nghĩ muốn kiên định làm việc cho dân chúng thì làm sao bây giờ?" Hà Trường An nói, gặp phải người như thế, đa số thương nhân sẽ tránh ra thật xa, kinh tế phát triển, xã hội tiến bộ đã khiến cho thương giới trở nên rất táo bạo, hầu như ai ai cũng đều truy cầu lợi ích lớn nhất, chuyện tốn sức không lợi lộc đã ít có người đi làm, nếu như thật sự khiến cho tôi gặp phải một người như vậy, tôi sẽ bội phục hắn, tôi cũng sẽ cam tâm tình nguyện giúp hắn làm việc trương dương nói nghe ông vừa nói như thế tôi cảm thấy có chút bi quan hà trường an nói bất luận cái xã hội gì bất luận quốc gia gì luôn luôn có hiện tượng không bình thường tồn tại ngày hôm nay tôi nói quan viên của châu phi thế nhưng nói tới số lượng quan viên chúng ta bên này hẳn là phải hơn một bậc trương dương cười nói nhân khẩu gấp mấy lần lời này của ông là không công bằng hà trường an nói tham lam là bản tính con người nhưng cũng không phải nhân tố quyết định ai ai cũng đều có lực khống chế, chỉ cần có thể khống chế tốt được cái phần tham dục này cũng là một người tốt. Trương Dương và Hình Chiêu Huy lần này gặp mặt là hắn chủ động yêu cầu, Phan Linh thức tỉnh khiến cho Trương Dương cảm thấy rất nhiều hoang mang, rất nhiều vấn đề cho tới nay cũng không có giải đáp viên mãn. Trương Dương và Hình Chiêu Huy ở gặp mặt quảng trường Quang Minh Kinh Thành, lúc Trương Dương đến, Hình Chiêu Huy đã ngồi ở ghế giải đợi hắn, ngày hôm nay ánh mặt trời tốt, Hình Chiêu Huy mang theo kính dâm, lúc đợi Trương Dương, mua một túi đồ ăn, ngồi ở chỗ kia đút cho bồ câu, một đám bồ câu trắng noãn đang bu dưới chân hắn mổ. Trương Dương đi qua, ngồi xuống tại bên cạnh của hắn, nhìn một bầy bồ câu trắng noãn, bỗng nhiên giơ chân lên, đám bồ câu kia bởi vì chấn kinh đồng thời bay lên, giữa không trung bay một vòng, một lần nữa đáp xuống mặt đất, tiếp tục mổ những hoa màu chưa có ăn xong. Hình chiêu huy đem tất cả hoa màu giải xuống mặt đất, tìm tôi có việc. Trương Dương nói, Văn Linh tỉnh hình chiêu huy cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn nghe nói rốt cuộc vẫn là quốc an tin tức rất linh thông hình chiêu huy cười nói chuyện của cô ta không phải tôi quản hẳn là thuộc phạm trù quản lý của cục người của trương bích quân trương dương nói lúc trước chuyện của văn linh và gián điệp hàn quốc thôi chí hoán anh còn có ấn tượng không hình chiêu huy gật đầu thôi chí hoán là gián điệp hàn quốc hắn đã nhận tội hiện nay đang ở tù trương dương nói văn linh rốt cuộc có cấu kết gì với bên hàn quốc hình chiêu huy nói căn cứ theo lời khai của thôi chí hoán hắn tiếp cận văn linh mục đích chính là muốn dễ dàng siêu tập tình báo quan hệ của văn linh và tổ chức gián điệp cũng không lớn sao cậu hoài nghi cô ấy cái gì trương dương cười nói thật ra không có hoài nghi cái gì chỉ là cảm thấy cô ấy tỉnh dậy quá đột ngột hơn nữa anh biết đấy lần trước cô ấy bị ô tô đụng là bởi vì tôi hình chiêu huy cười nói cậu sợ cô ấy trả thù cậu trương dương lắc đầu nói không phải sợ chỉ là cảm thấy chuyện này có chút đột ngột một con bồ câu vỗ cánh bay đến dưới chân trương dương tiếp tục mổ hoa màu vừa rồi chưa có ăn xong trương dương lần này không có quấy dày nó nhìn quảng trường vắng vẻ hiện tại cũng chỉ có những sinh vật này sinh hoạt không có bị quấy dày hình chiêu huy nói cậu lần này tới kinh thành là vì văn phó tổng lý Trương Dương trợn mắt liếc hắn nói, lòng hiếu kỳ của anh vẫn lớn như vậy. Hình chiêu huy cười nói, an toàn của người lãnh đạo quốc gia cũng là một trong những chuyện chúng tôi phải quan tâm. Trương Dương cũng không muốn bàn luận tại vấn đề này, dù sao là tuệ chữ biểu lộ qua không muốn khiến cho quá nhiều người biết chuyện văn quốc quyền sinh bệnh. Hắn nói tránh đi, gần đây có tin tức gì. Gió êm sóng lặng. Hình chiêu huy nói xong câu đó, điện thoại của hắn vang lên, cầm lấy điện thoại, nghe xong sắc mặt thay đổi bỗng nhiên đứng dậy nói tôi đi trước trương dương nhìn ra hắn nhất định gặp việc gấp gật đầu hình chiêu huy đi vài bước lại dừng chân nói trương bích quân bị tai nạn xe cộ trương dương nói cô ấy thế nào đã đưa đến bệnh viện trương dương vốn định cùng hình chiêu huy đi qua xem thế nhưng lo lắng đến việc mình hiện tại đã phân rõ giới hạn cùng quốc an hắn đương nhiên không thích hợp đi qua hình chiêu huy vội vã đi Trương Dương ở một bên đường đón một chiếc xe taxi, trở về Hương Sơn Biệt Việt, trên đường đi hắn nhận thấy được một chiếc Toyota màu đen từ đầu đến cuối đang theo dõi hắn. Trương Dương kêu tài xế dừng xe giữa đường, sau khi trả tiền, đi đến rừng cây nhỏ phía trước. Đi vào chỗ sâu ở trong rừng cây, Trương Dương lắc mình đến một gốc cây đại thụ, nhảy lên, vịnh thân cây liên tục hai cái đã đáp lên cành cây cao gần 6-7 mét. Trương Dương từ trên cao nhìn xuống quan sát động tĩnh phía dưới, quả nhiên thấy một người mặc đồ màu đen theo đuôi tới, từ thân ảnh nhìn xem hẳn là một cô gái, cô ấy mặc rất kín, quần áo từ trên xuống dưới đều là màu đen, mang theo kính dâm khẩu trang, nếu như đổi thành bình thường khẳng định sẽ cảm thấy trang phục của cô ấy có chút đột ngột, thế nhưng hiện tại là lúc viêm phổi loại R tràn lan, phần lớn người mang kính dâm khẩu trang, tự bảo vệ mình tốt. Cô gái mặc đồ đen kia đi vào trong rừng cây phát hiện mất dấu của Trương Dương, lập tức bước chậm lại, cô ấy xoay người nhìn xung quanh bỗng nhiên trên đỉnh đầu truyền đến tiếng gió, đã thấy trương đại quan nhân giống hùng ưng từ trên trời giáng xuống, cô ta căn bản không kịp làm ra phản ứng, đã bị hắn dùng một cánh tay đè xuống mặt đất, trương đại quan nhân đem cô ấy cưỡi ở dưới thân giống như cởi ngựa, vung nắm tay lên cả giận nói, dám theo dõi tôi hả? À? Trương Dương, anh là đồ khốn, đè chết tôi, nhanh buông ra. Trương Dương hơi ngẩn ra, cái âm thanh này cực kỳ quen thuộc, hắn đưa tay lột kính dâm và khẩu trang trên mặt cô ta, một khuôn mặt đẹp đến nổi làm cho hít thở không thông xuất hiện trước mặt của hắn, trương đại quan nhân trăm triệu lần không ngờ người theo dõi mình lại có thể là lệ phù. Đôi mắt đẹp sâu như biển xanh của lệ phù hầm hầm chừng nhìn hắn, hiển nhiên trách cứ thằng nhãi này căn bản không biết thương hương tiếc ngọc, nhào tới cô ấy như diều hâu vồ con gà con, lại còn cưỡi trên thân thể của cô. Trương đại quan nhân tuy rằng nhận ra lệ phù, nhưng không có lập tức thả cô ấy ra, hùng hồ chất vấn nói, cô lén lút theo dõi tôi một đường, rốt cục có mục đích gì. Lệ Phu cả giận nói, có đại đầu quỷ nào như anh à, còn không mau đứng lên. Trương Dương nói, còn chưa nói ra mục đích của cô, nào có dễ dàng thả cô như vậy. chương 927, theo dõi. 4. Lệ Phù quỳ trên mặt đất, bị hắn đè tới rất khó chịu, Trương Đại Quan Nhân cũng rất hưởng thụ, ngồi ở trên mông đẹp co giãn kinh người của Lệ Phù, hưởng thụ nói không nên lời. Lệ Phù hiện tại cùng nhóm với Trương Bích Quân, bọn họ là cục 10, hình chiêu huy là cục 4, lệ phù vì sao muốn theo dõi mình, bên trong rốt cuộc bao hàm mục đích gì. Lệ phù thấy thằng nhãi này cương quyết như thế, chỉ có thể mềm mại, nũng nịu nói, Trương Dương, chúng ta lâu như vậy không gặp, anh đứng dậy trước được không? Giọng nói huyền chuyển mềm mại, nghe mà Trương Đại quan nhân trong lòng phát ngứa, bất quá chút lực khống chế ấy Trương Dương vẫn phải có, nhếch miệng cười nói, hai ta tình cảm là tình cảm, nhưng trước phải đem chuyện này nói rõ. Đáng ghét, anh khi dễ tôi, anh quên rồi sao, lúc trước anh còn là vị hôn phu của tôi mà. Trương Dương cười nói, khi đó, tôi là bị ép, hơn nữa, tôi hiện tại đã phân rõ giới hạn với quốc an, cô còn theo tôi làm gì. Người ta nhớ anh mà, trình độ lệ phù mềm dẻo của cũng rất không tầm thường. Thấy hình dạng điềm đạm đáng yêu của cô ấy, Trương Đại Quan Nhân thật sự có chút không đành lòng, lệ phù vừa nói chuyện vừa dẫy dụa, Mông Ngọc đầy áp nhúc nhích dưới thân của Trương Dương, đem dục hỏa của thằng nhãi này đều ma sát đi ra. Lệ Phu cũng cảm giác được biến hóa thân thể của thằng nhãi này, mắc cờ đỏ mặt, cũng không dám tiếp tục giấy, trong miệng nhỏ giọng mắng, Trương Dương, anh cũng là một tên lưu manh. Trương Dương nói, tôi thấy cô không đùa giỡn chút lưu manh, chẳng phải là có vẻ tôi không bình thường sao. Tôi nói này, cô đừng chuyển hướng trọng tâm câu chuyện, thành thật khai báo, cô rốt cuộc theo tôi làm gì. Lệ Phu nói, anh đứng lên đi, anh là một người đàn ông mà khi dễ một người thiếu nữ như tôi anh không thấy xấu hổ sao trương dương nói không có việc gì dù sao không ai thấy hơn nữa hai ta quan hệ là gì một ngày phu thê trăm ngày ân tôi lúc trước là vị hôn phu một ngày của cô vậy cũng phải có chút ân tình chứ lệ phù thấy thằng nhãi này cứng mềm đều không ăn chỉ có thể thở dài nói sợ anh rồi thật ra tôi không phải theo dõi anh tôi là theo dõi hình chiêu huy trương dương nghe vậy cả kinh sao lệ phù nói gần đây nội bộ quốc an xảy ra rất nhiều chuyện cho nên rất nhiều người đều có hiểm nghi trương dương nói các người hoài nghi lão hình có chuyện lệ phù nói tôi cũng không rõ ràng lắm anh biết đấy tôi chỉ là một nhân viên công tác bình thường cấp trên kêu tôi làm như thế nào tôi làm như thế ấy mấy ngày nay tôi vẫn phụ trách theo dõi hắn không ngờ rằng thấy hắn hẹn gặp mặt anh Trương Dương tin tưởng 8 phần 10, tôi và hắn dù sao cũng là bạn bè, tuy rằng tôi hiện tại rời khỏi quốc an, nhưng không có nghĩa là tôi và mọi người phân rõ giới hạn, từ nay về sau cả đời không qua lại với nhau. Trương Dương đương nhiên sẽ không đem hiệp nghị bí mật giữa hắn và hình Chiêu Huy nói ra. Lệ Phù nói, tôi căn bản là không muốn theo dõi anh, bắt đầu chỉ là muốn ôn chuyện, không ngờ rằng anh lại là một tên khốn nạn vô tình vô ý. Trương Dương nở nụ cười ha ha, hắn vẫn không có buông Lệ Phù ra chuyện nội bộ của quốc an tương đối phức tạp, hình chiêu huy bị hoài nghi, lời lệ phù nói cũng không chắc đều là nói thật. Trương Dương nói, nếu muốn ôn chuyện với tôi, sao lâu như vậy cũng không liên hệ. Lệ Phù nói, Trương Dương, anh có lương tâm hay không, tôi giúp anh làm nhiều chuyện như vậy, anh lại có thể nghi thần nghi quỷ với tôi, hoài nghi cái gì? Hoài nghi tôi sẽ hại anh sao? Trương Dương cười nói, vậy thì không. Vậy anh còn không buông tôi ra. Trương đại quan nhân rất vô sỉ nói, tôi cảm thấy loại phương thức nói chuyện này rất thoải mái, cô biết đấy, con người tôi luôn luôn có chút chủ nghĩa đại nam tử, còn cô thì lại quỷ kế đa đoan, ngồi ở trên người cô khiến cho tôi có cảm giác an toàn. Lệ Phu nói, giả như tôi giấy rụa kêu to, anh đoán xem sẽ có hậu quả gì. Trương Dương cười nói, Hoàng Sơn giã lính, cô cho rằng sẽ có người tới cứu. Lệ cười nói, anh muốn làm gì, chẳng lẽ còn muốn nưu đồ gây rối? Trương Dương nói, hai ta còn cần dùng từ mưu đồ sao? Tôi cảm thấy chúng ta đã qua cái loại cảnh giới ép buộc này, hẳn là củi khô lửa bốc ăn nhịp với nhau. Lệ Phù Thối nói, lúc trước tôi có thể còn có một chút hảo cảm đối với anh, nhưng bắt đầu ngày hôm nay, hình tượng của anh trong tôi đã hoàn toàn sụp đổ. Trương Dương, tôi coi như nhận rõ anh, anh cũng là một tên lưu manh, một tên khốn nạn không hơn không kém. Mắng tôi có phải là rất sảng khoái không? Lệ Phù, tôi là một người kiên định theo chủ nghĩa mác, hoài nghi tất cả. Lệ Phu nói, hoài nghi cái đại đầu quỷ anh, cô ấy bỗng nhiên lớn tiếng kêu lên, người đâu cứu mạng. Người đâu cứu mạng. Trương Dương cười ha ha, hoàng sơn dã lĩnh của, cô thật sự cho rằng có người sẽ đến cứu cô. Lệ Phu lại bảo nói, cưỡng hiếp, cưỡng hiếp. Trương đại quan nhân cố ý chọc cô ấy nói, cô đem tà hỏa của tôi đều gọi ra rồi đấy, tôi hiện tại là bị cô bức lên lương sơn, vậy thì, nếu như tôi không làm chút chuyện, chẳng phải là có lỗi với cái mũ mà cô chụp lên đầu tôi sao? Lệ Phù lại bỗng nhiên thay đổi khẩu khí, điềm đạm đáng yêu nói, Trương Dương, anh nhất định phải ôn nhu một chút. Người ta sợ. Trương Đại Quan Nhân nuốt nước bọt sùng sục, mị lực nha đầu kia thật sự là mê người. Nhưng đúng lúc này, đoàn, một tiếng vang, Trương Dương đầu vai tê dần, thằng nhãi này sửng sốt một chút, xoay người nhìn lại, đã thấy phía sau cách đó không xa, Trương Duệ Dung cầm một khẩu súng nhắm ngay hắn. Trương đại quan nhân lung lay lắc lắc đứng dậy, nhưng lập tức cảm thấy thân thể chết lặng, tứ chi và các đốt xương phảng phất như không thuộc về mình, hai chân mềm nhũn ngã xuống mặt đất. Trương Duệ Dung bước nhanh đi tới, súng này cô ấy dùng đạn gây mê. Trương đại quan nhân lúc này cuối cùng cũng rõ ràng, thảo nào vừa rồi lệ phù lại có vẻ dâm đáng như vậy, có lẽ là cố ý mê hoặc mình, thừa dịp mình ý loạn tình mê, Trương Duệ Dung lặng lẽ tới gần, vô thanh vô tức cho mình một súng lệ phù đứng lên từ mặt đất cô ấy xoay ngược thân thể của trương dương từ đầu vai hắn rút kim gây tê ra ném đi có chút bất mãn nói với trương duệ dung sao giờ cô mới đến trương duệ dung nói tôi sợ làm phiền các người ôn chuyện trương dương mở to miệng đầu óc của thằng nhãi này vẫn tỉnh táo chỉ là thân thể bị gây tê nhất thời không thể động đậy trên mặt đất một con rết chậm rãi bỏ đến miệng của hắn trương đại quan nhân trong lòng dùng mình mình quá chủ quan rồi đàn bà thật sự là không thể tin. Lệ phù dơ chân lên, trước khi con rết bò trong miệng Trương Dương, dẫm nó chết, cô ấy lấy còng tay từ phía Trương Duệ Dung, đem tay của Trương Dương còng lại, sau đó nói cho hắn thuốc giải. Trương Duệ Dung từ trong túi nhỏ tùy thân lấy ra một ống chích, lệ phù tiếp nhận ống chích, hung hăng đâm một phát vào cái mông Trương Dương, Trương Đại Quan nhân vẻ mặt thống khổ, hắn dám khẳng định lệ phù là nhân cơ hội trả thù. Một lát sau, Trương Dương khôi phục lại, Câu nói đầu tiên là kim tiêm có độc sao? Lệ Phù cười nói, đối với anh, không cần kim độc. Trương Duệ Dung gặp phải ánh mắt phẫn nộ của Trương Dương, có chút ngượng ngùng, sợ hãi kêu một tiếng, chủ nhiệm Trương. Trương Dương nói, cô còn nhận ra tôi à? Trương Duệ Dung nói, đương nhiên nhận ra, anh là lãnh đạo cũ của tôi. Trương Dương căm giận nói, có ai đối phó lãnh đạo cũ như thế sao? Trương Duệ Dung nói, nhưng anh vừa rồi như vậy, tôi nghĩ anh sẽ có mưu đồ gây rối đối với chị Lệ Phù, cho nên mới. Trương Dương cả giận nói, tôi mà có mưu đồ gây rối đối với cô ấy, thật sự như vậy, trong lòng cô ấy không chừng còn rất cao hứng đấy. Lệ Phù đỏ mặt, giơ chân lên hung hăng đạp một cước trên cái mông của Trương Đại Quan Nhân. Trương 928, anh làm mùng một tôi làm 15. Một, Trương Duệ Dung không phải kẻ ngu si, đương nhiên nhìn ra quan hệ giữa hai người bọn họ, cô ấy thậm chí có chút hối hận mình chạy đến đột nhiên bắn Trương Dương một súng để làm gì, cái này không phải xen vào việc của người khác sao. Lệ Phu nói, cô đi trước đi, xe để lại. Trương Duệ Dung gật đầu, hướng Trương Dương xin lỗi cười nói, xin lỗi, có cơ hội mời ăn. Cô ấy vừa rồi xoay người sang chỗ khác, chợt nghe Trương Dương nói, tôi nói quốc an các người đều vô tình vô nghĩa như thế. Ngày hôm nay nhu tình mật ý, ngày mai là có thể là người lạ, Trương Duệ Dung, thường lăng phong rất nhớ cô, có thời gian thì gọi điện thoại đi. Thằng nhãi này nói lời này cũng là bất bình vì thường lăng phong, cũng có thêm phần tuyệt đối là trả thù Trương Duệ Dung dùng súng gây tê bắn hắn. Thân thể của Trương Duệ Dung rõ ràng run rẩy một chút, sau đó cấp tốc đi đến hướng ngoài bìa rừng. Đợi thân ảnh của Trương Duệ Dung hoàn toàn biến mất, Lệ Phu mới thở dài nói, "Trương Dương, anh đó, vì sao tàn nhẫn đối với tiểu cô nương người ta như thế?" Trương Dương nói, "Cô cảm thấy tôi là trả thù cô ấy?" nhưng tôi nói chính là sự thật. Hắn đứng lên từ trên mặt đất, tựa ngồi ở thân cây, cảm thấy cái mông còn mơ hồ làm đau, không khỏi nhíu nhíu mày. Lệ Phu nói, làm sao vậy? Biểu tình thống khổ. Cái mông đau. Muốn tôi giúp anh xoa xoa. Trương đại quan nhân gật đầu, sau đó vừa cười nói, hay là giúp tôi vuốt vuốt luôn đi. Lệ Phu tức giận giơ chân lên nhẹ nhàng đá một cước lên cái mông hắn, đều như vậy rồi mà anh còn không thành thật. Trương Dương nói, hai ta vừa rồi nói cái gì nhỉ? Một ngày phu thê trăm ngày ân, cô trước dùng súng bắn tôi, lại dùng kim đâm tôi, bây giờ còn đem tôi còng lại, có phải là có chút không có suy nghĩ không? Lệ Phu nói, muốn nói không có suy nghĩ cũng là anh trước không có suy nghĩ, Trung Quốc không phải có câu cách ngôn sao? Anh làm mùng một, tôi làm mười lăm, hiện tại anh không uy phong sao? Không nói chuyện chủ nghĩa đại nam tử với tôi nữa sao? Trương Dương cười nói, tôi vừa rồi đều là chọc cô, cô còn cho là thật. Lệ Phu nói, tôi không cho là thật sao được, biểu hiện vừa rồi của anh mười phần là một đại sắc lang, tôi cảm thấy sợ từ trong đáy lòng đấy. Trương Dương nói, không đến mức vậy chứ, giống loại hình tượng của tôi, thật muốn là nhất thời luẩn quẩn trong lòng muốn làm lưu manh, nhà gái thấy tôi hẳn là thản nhiên chấp nhận. Lệ Phu thối nói, ngựa không biết mặt dài, thật không biết anh làm sao có tự tin mạnh mẽ như vậy trương dương nói tôi nhìn ra được rồi cô tuy rằng trong miệng chế giễu tôi trong lòng lại thích tôi tuy rằng cô dùng súng bắn ta dùng kim đâm đâm lên trên người tôi đau lại ở trong lòng cô biểu tình của lệ phù cũng nhanh muốn ói ra trương dương nhân cơ hội nói cô thả tôi ra đi hai ta từ từ nói cũng đừng ẩm ý được không lệ phù nói anh hiện tại cầu tôi không phải cầu là thương lượng lệ phù nói tốt lắm chúng ta có việc nói chuyện a à, cái này là được nhưng lệ phù không có ý giúp hắn cởi ra còng tay đứng ở trước mặt trương dương từ trên cao nhìn xuống hắn anh và hình chiêu huy nói chuyện gì tự nghĩ đi nếu như nói quốc an còn có cái gì khiến cho tôi cảm thấy hứng thú chỉ có cô trương đại quan nhân cợt nhả nói lệ phù dựng thẳng mày nói nghiêm túc cho tôi chút còn tưởng rằng tôi nói giỡn với anh à trương dương nói tôi rất nghiêm túc nói đều là sự thật lệ phù nói tôi nói thật với anh hiện tại chúng tôi đã nắm giữ chứng cứ hình chiêu huy tiết lộ cơ mật quốc gia tổ chức đã đem hắn khống chế bắt đi trương dương cả kinh cảm giác thứ nhất của hắn cũng là không có khả năng với lý giải của hắn đối với hình chiêu huy hình chiêu huy hẳn là sẽ không bán đứng tổ chức trương dương nói tôi cảm thấy lão hình không phải là người như thế lệ phù nói mọi việc đều phải chú ý chứng cứ không có chứng cứ tổ chức cũng sẽ không tiến hành điều tra đối với hắn Trương Dương trong lòng âm thầm suy nghĩ, ước định giữa Hình Chiêu Huy và hắn cực kỳ bí mật, dựa theo cách nói của Hình Chiêu Huy, nội bộ quốc an ngoại trừ hắn, không có người khác biết chuyện này, vô luận Hình Chiêu Huy có chuyện hay không, mình cũng không thể đem bí mật này đơn giản tiết lộ ra. Trương Dương nói, "Lệ phù, tôi sớm không có dính dáng cùng quốc an, chuyện của Hình Chiêu Huy tôi cũng không rõ ràng lắm, cô theo dõi tôi có mục đích gì?" Hoài nghi tôi Lệ Phu nói, anh và Hình Chiêu Huy thật sự không có bất luận giao dịch lén lút gì. Trương Dương cười khổ nói, nói như vậy mà được à, nói thật cho cô biết, tôi tìm hắn chính là vì ôn chuyện, còn có một mục đích cũng là hỏi thăm một chút chuyện của Văn Linh, chuyện này Trương Bích Quân hẳn là rõ ràng, lúc trước có một thời gian gián điệp Hàn Quốc thôi trí hoán và Văn Linh có yêu đương với nhau, tôi hỗ trợ điều tra, tôi thấy cô ấy đột nhiên thức tỉnh, cho nên tìm Lão Hình hỏi một chút chuyện này. Lệ Phu gật đầu nói, được, tôi tạm thời tin tưởng anh. Cô ấy lấy chìa khóa ra muốn đi cởi còng tay cho Trương Dương, nhưng giữa đường lại thay đổi ý niệm trong đầu, không được, nếu như cởi còng cho anh, anh lại có mưu đồ gây rối thì làm sao bây giờ? Trương Dương cười ha hả nói, cô thật đúng là cho rằng cái còng tay này có thể khó tôi. Tay phải hắn mang theo cái còng tay đã cởi ra quơ quơ trước mặt lệ phù, sau đó ném lên trên cỏ. Lệ phù mở to mắt ra nhìn, thằng nhãi này thật sự là làm cho khó tin, Trương đại quan nhân vẻ mặt đắc ý, chỉ là còng tay làm sao còng được mình, chỉ cần vận dụng xúc cốt công, dễ dàng thoát khỏi ràng buộc. Hắn cười tủm tỉm vỗ vỗ đầu vai của lệ phù nói, nhà đầu, tôi đối với cô thật sự không có ý xấu, bằng không, cô cảm thấy chứ có thể chạy trốn ma chảo của tôi. Lệ phù nói, trốn không thoát thì trốn không thoát, anh nghĩ rằng tôi sợ à. Cái này đến phiên trương đại quan nhân không chống đỡ được gì, mình có phải là bỏ qua cơ hội tốt không? lệ phù nói đi thôi tôi đưa anh trở lại đứng ở rừng cây nhỏ làm gì trương dương gật đầu nhưng lại nhớ tới một việc cô chờ một chút hắn xoay người đi đến chỗ sâu trong rừng cây lệ phù vô cùng kinh ngạc nói anh làm gì không bao lâu chợt nghe sau rừng cây truyền đến tiếng nước chảy ào ào lệ phù mắc cửa vẻ mặt đỏ bừng thằng nhãi này thật sự là quá không biết xấu hổ trương đại quan nhân xả nước xong đi ra cả người thoải mái nói người có ba cái gấp xả nước cũng là thoải mái. Lệ Phu nói, đáng thẹn, tùy tiện tiểu tiện, xoay người đi ra ngoài. Trương Dương nói, cái này gọi là hóa thành trời hạn gặp mưa càng hộ hoa. Trương Duệ Dung đã đi, Trương Dương ngồi vào xe jeep của Lệ Phù, nhớ tới khi mình rời đi quốc an, ngay cả xe tải ra cũng bị bọn họ lấy đi, không khỏi cảm thán nói, quốc an thật sự là tuyệt tình, cho dù tôi không hợp tác với các người, một chút nhân tình cũng nên có chứ, sao có thể đem xe tải của tôi đi luôn, cô nói cái tổ chức này có phải là quá vô tình không? Lệ Phù khởi động xe Jeep nói, làm cái nghề này của chúng tôi thì không cho phép có hai chữ nhân tình. Chỉ cần động tình cảm, làm chuyện gì đều sẽ có cố kỵ, tay chân không thể thoải ami một, đối với một gã đặc công mà nói là nguy hiểm chí mạng. Trương Dương nói, cô với tôi sẽ không động một chút tình cảm. Lệ Phù nói, tôi cảm thấy con người anh đặc biệt buồn chán, một thằng đàn ông mà cả ngày chỉ tình tình ái ái, anh không phiền tôi cũng thấy phiền. Trương Dương cười ha hả nói, được, tôi không đề cập tới, đúng rồi, chúng ta vừa rồi nói lão hình có chuyện rốt cục là sao. Trương 929, anh làm mùng một tôi làm 15. hai Lệ Phu nói, nếu anh đã cắt đứt quan hệ cùng Quốc An, chuyện này anh không cần hỏi đến, cái này đối với tất cả mọi người đều tốt. Trương Dương gật đầu, Lệ Phu nói xác thực rất có đạo lý. Lệ Phu nói, đưa anh đi đâu? Trương Dương lúc này mới nhớ tới Trần Tuyết còn đang hương sơn biệt viện. Lệ Phù tuy rằng có quan hệ không tồi với hắn, nhưng dù sao cũng là đặc công quốc an. Trương Dương cũng không muốn cô ấy lý giải nhiều sinh hoạt của mình. Hắn chỉ chỉ phía trước nói, phía trước sẽ phải là được. Lệ Phù dựa theo chỉ dẫn của hắn đi về phía trước, rất nhanh thì phát hiện đây là một đường lên núi. Cô ấy có chút vô cùng kinh ngạc nói cái này là muốn đi đâu. Trương Dương nói, sơn giã nhân ra, tôi mời cô ăn, hai ta lâu như vậy không gặp, mượn cơ hội này ôn chuyện. Lệ Phu nói, tôi và anh không có quốc tình gì. Lời tuy nhiên nói như vậy nhưng vẫn dựa theo ý của Trương Dương làm. Sơn giã nhân ra sinh ý rất vắng, tuy rằng trên tin tức đã tuyên bố tin tức nghiên cứu chế tạo thành công kháng thể của bệnh độc, thế nhưng trước khi kháng thể chưa có đưa ra thị trường dân chúng vẫn giảm thiểu ra ngoài hoạt động. Trương Dương và Lệ Phù ngồi ở trên lầu, trên này chỉ có cái bàn của bọn họ, từ vị trí bọn họ có thể thấy được vẻ đẹp của núi rừng, lệ phu tán thưởng cảnh sắc, trương dương nhân cơ hội tán thưởng dung nhan kiều diễm của lệ phu. Một khoảng thời gian không gặp, lệ phu trở nên càng xinh đẹp, nhớ tới tình cảnh vừa rồi trong rừng cây cưỡi ở trên người của lệ phu, thân thể của trương đại quan nhân lại bắt đầu dục dịch. Lệ phu quay đầu lại, từ trong ánh mắt của hắn thấy được lửa cháy không giấu giếm được si, cô ấy cười nói anh rất thích tôi. Trương Dương nói, lời vô ích không thích tôi có thể dễ dàng tha thứ cho cô như thế lệ phù mặt cười hơi nghiêng hạ giọng nói tôi rất nguy hiểm trương dương mỉm cười nói cho dù cô là cọp mẹ tôi cũng không sợ không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con lệ phù cắn cắn môi anh đào nhỏ giọng mắng một câu lưu manh trương đại quan nhân hai chân vươn đi để ở chính giữa hai đùi đẹp của lệ phù nhẹ nhàng ma sát lệ phù cũng không có tránh né nhìn hắn nói có phải là cảm thấy rất đã ghiền trương dương cười gật đầu nói cũng được chịu thiệt của cô nhiều như vậy dù sao cũng phải cho tôi chiếm chút tiện nghi tìm về chút cân đối tâm lý lệ phù nói trương dương tôi phát hiện anh càng ngày càng con nít trương dương nói đó là bởi vì tôi quan tâm cô lệ phù nở nụ cười hi hi cô ấy vươn ngón tay ngọc nhỏ và dài búng một cái trên trán của trương dương nói lời của anh để giành lừa gạt nữ sinh đi Tôi không dễ dàng mắc câu như vậy đâu. Anh và Sở Yên Nhiên đính hôn phải không? Không cần tôi nhắc nhở anh, một người đàn ông quan trọng nhất là cái gì? Là trung thành. Trương Đại quan nhân rõ ràng bị nói trúng chỗ đau, hắn buông lỏng chân ngọc của Lệ phù, cầm lấy bình rượu tự rót một ly, Lệ phù nói, không phong độ, mất hứng. Trương Dương lúc này mới rót rượu cho cô ấy, thở dài nói, Lệ phù, tôi có bệnh. Lệ phù mở to đôi mắt đẹp trương dương nói tôi ăn trong chén còn muốn trong nồi lệ phù rõ ràng ý tứ của hắn nói anh đó coi như có chút tự hiểu lấy mình nhưng tiện nghi không có khả năng đều cho một mình anh chiếm trương dương nói tôi không nói chuyện tình cảm tiện nghi cái gì nâng ly rượu chạm ly với lệ phù nói vậy thì lão hình rốt cuộc phạm vào chuyện gì lệ phù nhấc chân đá hắn một chút con người anh đúng là có bệnh một là háo sắc hai là to mò lão hình hiện tại chỉ là bị liệt vào đối tượng hoài nghi, cũng không có nói hắn nhất định cũng là nội gián. Anh đã cắt đứt quan hệ cùng tổ chức, không hỏi đến việc này, hiểu chưa? Trương Dương gật đầu, hắn uống rượu nói, nhưng tôi luôn cảm thấy lão hình không phải loại người như vậy, các người không phải lầm chứ. Lệ Phu nói, hắn có hay không có vấn đề, anh nói không tính, tôi nói cũng không tính, nói chung anh nhớ kỹ, sau này không nên liên lạc với hắn. Trương Dương nói, tôi hiện tại mới phát hiện, Lúc trước rời khỏi tổ chức thật sự rất sáng suốt, nếu như không, hiện tại tôi chẳng phải cũng thành đối tượng hoài nghi của các người. Lệ Phù uống rượu nói, cho nên anh phải quý trọng sinh hoạt hiện tại của mình, không nên trộn lẫn đến chuyện tình nội bộ của tổ chức. Cô ấy dừng một chút lại nói, bất quá với tính tình của anh thì không có khả năng, anh thích xen vào việc của người khác quá. Trương Dương nói, cô nói chuyện không công bằng, lúc trước tôi thành thật làm cán bộ quốc gia của tôi, là các người chủ động tìm tôi, lại nói tiếp người dẫn đường của tôi cũng là lão hình, các người nói hắn có chuyện, tôi đánh chết cũng không tin. Lệ Phu nói, chuyện anh và hắn gặp mà tôi sẽ không nói, Trương Duệ Dung tôi cũng sẽ dặn dò, cô ấy hẳn là sẽ không đem chuyện này nói ra ngoài, sau này anh làm việc cẩn thận một ít, tận lực không nên trêu chọc phiền phức không tất yếu. Trương Dương nói, còn cô, có phải là sau này tôi cũng không có thể liên lạc với cô? Trong đôi mắt đẹp của Lệ Phù hiện lên một tia yêu thương. Cô ấy nhẹ giọng nói, "Trương Dương, anh nghĩ cái gì? Tôi rõ ràng, nhưng tính chất công tác của chúng ta khác biệt, chúng ta đi cũng không phải cùng một con đường." Cô ấy nâng ly rượu uống một hơi cạn sạch, đứng dậy nói, "Tôi phải đi, còn nữa." Cô ấy rõ ràng có chút do dự, một lát sau mới nói, "Bệnh độc loại R hẳn là không phải thiên tai, mà là người gây ra, hiện tại có kháng thể, sớm nhất là tìm được trong cơ thể của Văn Linh." Cái trước Trương Dương từ trong miệng của Văn Quốc Quyền nghe được, thế nhưng trên người văn linh có kháng thể bệnh độc hắn cũng không hay biết, vô luận là văn quốc quyền hay là la tuệ chữ cũng không có nói với hắn chuyện này, nghe được tin tức này đầu óc của Trương Dương nhất thời có chút loạn, chuyện này phía sau thật đúng là phức tạp. Lệ phù đã đi, chỉ còn lại có Trương Dương một người ngồi ở chỗ kia, hắn suy nghĩ rất lâu vẫn không nghĩ ra nguyên nhân trong đó, trên người văn linh sao có kháng thể. Vô luận thể là phát hiện thế nào, phổ thông dân chúng là sẽ không quan tâm vấn đề này, Bọn họ quan tâm chính là loại kháng thể này có hữu hiệu hay không, có thể tiêu diệt bệnh độc hay không, hoàn toàn khống chế tình hình bệnh dịch. Sự thật chứng minh, kháng thể là có hiệu quả, trong phạm vi toàn quốc đã ổn định. Trương Dương ở lại kinh thành đã không có ý nghĩa đặc biệt, hắn nói một tiếng với vợ chồng Văn Quốc Quyền, chuẩn bị trở về Nam Tích, lúc tới là trực thăng đem hắn tới, lúc đi đương nhiên không được long trọng như vậy, Trương Dương mua vé xe lửa, hiện tại vé xe lửa cũng dễ mua mọi người tận lực xuất hành trong cái thời kỳ phi thường này. Buổi tối trước khi đi, Trần Tuyết vì hắn làm bữa cơm tiến đưa cho hắn, cơm tối, Trương Dương mang theo Trần Tuyết đi tới hầm ngầm dạo qua một vòng, vì thăm dò cái mạch nước ngầm kia, hắn đặc biệt mua một bộ đồ ra. Bơi xuôi dòng, có một chút cảm giác thoải mái, Trương Dương lợi dụng song tưởng khống chế tốc độ mang theo Trần Tuyết đi tới chỗ quyết đấu của Kim Quyên Mậu và tùy cung vài đại cao thủ, Trần Tuyết chỉ cần nghe Trương Dương miêu tả tình cảnh ngay lúc đó mà cũng cảm thấy nhìn thấy giật mình. Nhìn vết kiếm dài hơn 2 mét trên thạch bích Trần Tuyết tràn ngập khó tin nói, lực lượng của con người có thể lớn đến loại tình trạng này. Kim quyền Mậu có thể một kiếm bổ nát nham thạch. chương 930, anh làm mùng một tôi làm 15. 3. Trương Dương nói, nói chính xác hơn là ông ta dùng không phải kiếm, thê phong khổ vũ trong bản dập chính là ông ta sáng chế. Trần Tuyết nói, Dựa theo cách nói của anh, Kim Quyên Mậu lúc đó ở tại gần Hương Sơn, cho nên ông mới lưu lại nhiều đồ như vậy ở chỗ này. Trương Dương gật đầu nói, rất có khả năng, lúc trước ông ta hẳn là ở gần đây, hơn nữa người nhà của ông cũng có thể ở gần đây. Kim Quyên Mậu ám sát vì diễm đế không thành công, phỏng chừng lúc đó cũng không có bị bắt, ông ta chẳng chọc đi tới đây, thế nhưng hắn không ngờ tùy cung cao thủ cũng theo đuôi tới, bọn họ vẫn truy đến nơi đây, Kim Quyên Mậu không còn đường lui, rơi vào trong vòng vây của tê cung cao thủ, ở chỗ này triển khai tử chiến với bọn họ, cuối cùng mọi người đồng quy vô tận. Trần Tuyết cảm thán nói, tuy rằng không có nhìn thấy, thế nhưng từ những cái vết tích đánh nhau đến chết sống này cũng có thể đủ tưởng tượng ra tình hình chiến đấu ác liệt. Trương Dương nói, tôi vốn đang cho rằng có thể ở chỗ này phát hiện ra một ít võ công bí tịch, hay là bí mật khác, nhưng cái còn lại chỉ có một thanh trường đao, một đầu mâu, còn có vài đầu mũi tên. Trần Tuyết nói, Văn Linh đang tìm cái gì? Vậy khối nghịch chuyển càn khôn có quan hệ với Kim Quyên Mậu sao? Trương Dương cười nói, chỉ mong ghi chép trên khối bản dập chỉ là võ công bí tịch. Trần Tuyết nói, nếu như trong cơ thể của cô ấy thật sự có ý thức của Lan Quý Phi, cô ấy có thể một lòng muốn trở lại thế giới của mình hay không? Trương Dương nói, em có nghĩ tới hay không? Nếu như cô ấy thật sự là Lan Quý Phi, cô ấy trải qua loại phương thức nào đi tới thế kỷ 20 niên đại 90? mượn xác hoàn hồn, có thể sao, ý thức con người có thể xuyên qua thời không sao. Tôi là một đảng viên cộng sản, tôi là một người chủ nghĩa duy vật, tôi không tin trên đời này sẽ có chuyện mượn xác hoàn hồn. Trần Tuyết thản nhiên cười nói, anh không tin, chưa chắc đại biểu không tồn tại. Văn Linh nếu như coi trọng khối bản dập, nói không chừng trên bản dập có câu đố chúng ta muốn biết. Trương Dương nói, lòng hiếu kỳ của em đúng là mạnh hơn so với tôi một ít, vô luận trên khối bản dập viết cái gì, tôi cũng sẽ không đi quản, người không đụng tôi tôi không đụng người, chỉ cần cô ấy thành thật, chỉ cần cô ấy không xúc phạm lợi ích của tôi, tôi sẽ mặc kệ cô ấy muốn làm gì. Trần Tuyết không nói chuyện, trong lòng hoài nghi thái độ đối với lời nói kiềm giữ của Trương Dương, Trương Dương sẽ thành thật, có trời mới tin. Hai người từ mạch nước ngầm trở về, Trương Dương sử dụng xi măng và gạch đá chuẩn bị tốt lấp cái cửa động lại, nếu Kim Quyên Mậu và vậy vài cao thủ tùy cung đã an nghỉ, sau này không nên quấy rối bọn họ thanh tĩnh thì tốt hơn nhân sinh luôn luôn tràn ngập đủ loại trùng hợp, Trương Dương ở trạm xe lửa gặp cố dưỡng dưỡng, mái tóc đen dài của cố dưỡng dưỡng đã được buộc xóa hai bên, áo màu hồng, quần jean màu xanh, trong đám người có vẻ bắt mắt, Trương Dương chen đoàn người đi qua hướng cô ấy, đi tới phía sau cố dưỡng dưỡng đưa tay vỗ vỗ đầu vai của cô ấy nói, dưỡng dưỡng, cố dưỡng dưỡng có chút kinh ngạc của xoay người lại, khi cô ấy nhìn thấy Trương Dương, trên mặt cười lộ ra nụ cười hiểu ý, anh rể, trùng hợp vậy, nghe được những lời này của cố dưỡng dưỡng. Trương Dương ngây ngẩn cả người, hắn vốn tưởng rằng cố dưỡng dưỡng là đến đây đưa mình, lúc này mới lưu ý đến túi du lịch trong tay cô ấy, Trương Dương nói em muốn đi ra ngoài. Cố dưỡng dưỡng gật đầu nói em đi Giang Thành. Trương Dương nói cũng không nói anh một tiếng, chúng ta đi cùng một đường. Cố dưỡng dưỡng nói em còn tưởng rằng anh đã đi, nếu không khẳng định gọi điện thoại cho anh. Lựa chọn xuất hành trong loại thời kỳ phi thường này cũng không nhiều, cố dưỡng dưỡng nhìn thấy Trương Dương, theo hắn đi đến toa giường nằm, vừa vặn trong phòng của Trương Dương không có an bài những người khác, Cố Dưỡng Dưỡng chỉ mua vé giường cứng, Trương Dương giúp cô ấy đổi vé khác. Trương Dương giúp Cố Dưỡng Dưỡng đem hành lý đặt vào phòng, Cố Dưỡng Dưỡng vỗ vỗ bàn tay, ngồi xuống trên giường đối diện Trương Dương, cười nói, em cứ tưởng phải đi một mình buồn chán, lúc này hay rồi, có anh rể nói chuyện với em. Trương Đại Quan Nhân lúc này mới ý thức được ở cùng Cố Dưỡng Dưỡng cũng không phải chuyện tốt gì tình cảm của tiểu nha đầu đối với mình hắn đã sớm biết rõ trong lòng, tuy rằng thằng nhãi này rất là loạn tình cảm, nhưng hắn vẫn có quan đức, có nguyên tắc, đại trưởng phu có cái nên có việc không nên làm, đối mặt với cô em vợ si tình, trương đại quan nhân phải đúng mực, giữ cự ly thích hợp, nếu không hắn sẽ làm thất vọng gia đình, càng thẹn với cố giai đồng đã rời đi nhân thế. Cố dưỡng dưỡng rất hài lòng, cho tới nay cô ấy luôn chờ mong cơ hội ở chung đơn độc với Trương Dương, từ Kinh Thành đến Giang Thành, cần hơn mười mấy giờ, đêm nay 9 giờ xuất phát, ngày mai sáng sớm 7 giờ mới đến, bọn họ có một đêm thời gian có thể nói chuyện phiếm, cố dưỡng dưỡng nghĩ cả một đêm ở riêng với Trương Dương, trong lòng vừa chờ mong lại có chút khẩn trương. Trương Dương rất nhanh điều chỉnh tâm tính, mình trong phương diện tình trường có thể nói là thân kinh bách chiến, cố dưỡng dưỡng là cô em vợ của hắn, nhất định phải chuẩn xác, chỉ cần hắn tâm tính như nước, đem cố dưỡng dưỡng trở thành em gái, tự nhiên sẽ không sợ cô ấy, có câu là không làm chuyện đối lý không sợ quỷ gõ cửa chỉ cần trong lòng thanh thản có cái gì phải sợ xe lửa rời đi bọn họ hai người bốn mắt nhìn nhau đột nhiên cảm thấy không biết nên nói cái gì cùng nhau nở nụ cười trương dương nói anh đã quên hỏi em đi giang thành làm gì cố dưỡng dưỡng nói ba em đi giang thành nghe nói cãi nhau với anh của em rất lớn hai người bọn họ tính tình đều rất cứng trong nhà lại theo ba em thật không muốn tình cảm giữa bọn họ xảy ra vấn đề cho nên em muốn đi khuyên bọn họ. Trương Dương gật đầu, chuyện của nhà máy chế thuốc Giang Thành hắn cũng biết, Cố Doãn Chi quyết định muốn thu hồi quyền quản lý của Cố Minh Kiệt. Cố Minh Kiệt luôn luôn tự cho mình là rất cao, hắn là sẽ không đơn giản đem quyền quản lý giao ra, cho nên cha con sinh ra mâu thuẫn và phân tranh là rất bình thường, cũng là không thể tránh được. Lúc đầu Trương Dương không thích hợp bình luận Cố Minh Kiệt, thế nhưng lo lắng đến Cố Dưỡng Dưỡng quá đơn thuần, cô ấy chưa chắc có năng lực giải quyết được chuyện này. Trương Dương nói, dưỡng dưỡng, tính tình của Minh Kiện có chút táo bạo, hắn muốn chứng minh năng lực của mình. Cô dưỡng dưỡng nói, anh của em đích thật là hiếu thắng, thế nhưng anh ấy không có ý xấu, nhà của em chỉ có anh ấy là con trai, ba em đối với anh ấy kỳ vọng rất cao. Nguyên nhân chính là vì như vậy, anh của em mới càng nóng lòng muốn biểu hiện mình, nhớ lúc chị của em gặp chuyện không may, anh ấy đã từng nói với em, chị đi, ba cũng già, sau này anh ấy muốn vực dậy cái nhà này, gánh chịu trách nhiệm chiếu cố gia đình. Trương Dương gật đầu. Cố Dưỡng Dưỡng nói, nhà của em chỉ còn lại có ba, em không có hùng tâm tráng chí gì, em chỉ muốn người một nhà bình an, thật ra có đôi khi em suy nghĩ, một gia đình quan trọng nhất là bình an, là mọi người cùng một chỗ, đây là một loại hạnh phúc lớn nhất. Trương Dương không nói chuyện, Cố Dưỡng Dưỡng nghĩ như vậy cũng không kỳ quái, cô ấy đã từng trải qua rất nhiều, hiện tại có thể hồi phục sinh hoạt bình thường đã cảm thấy mỹ mãn. Thế nhưng lo cho gia đình, cũng chỉ có cô ấy nghĩ như vậy, dài đồng lúc còn sống có yêu cầu rất cao đối với bản thân, cô ấy phấn đấu nhiều, hơn nữa sự nghiệp thành công, làm con trai duy nhất trong gia đình. Cố Minh Kiện đương nhiên được cha ký thác kỳ vọng rất cao, nhưng mà nhìn hành động của Cố Minh Kiện mấy năm nay, quả thật khiến cho Cố Doãn Chi thất vọng. Trương Dương vốn tưởng rằng trải qua sự kiện hít thuốc phiện đả thương người, Cố Minh Kiện có thể hoàn toàn nhận rõ mình, bây giờ xem ra, cuộc sống của cố minh kiện từ đầu đến cuối đều bị vây một trạng thái đần đột người kiêng kỵ nhất cũng là không có tự hiểu lấy mình trên người của cố minh kiện căn bản không tìm được cẩn thận thâm trầm của cha nhìn xa trông rộng càng không thể nào nói đến tại điểm này cố giai đồng càng giống cha hơn về phần dưỡng dưỡng chỉ là một người con gái nhu thuận đơn thuần chị rời đi cô ấy càng thêm quý trọng người nhà hy vọng người một nhà hòa thuận ngàn vạn không nên gặp chuyện không may chương 931, anh làm mùng một tôi làm 15. 4. Trương Dương đối với quan hệ cha con của Cố Doãn Chi và Cố Minh Kiện cũng không lạc quan, nguyên nhân chủ yếu vấn đề còn đang trên người của Cố Minh Kiện. Cố Minh Kiện sau khi tiếp quản nhà máy thuốc Giang Thành liên tiếp hành động biểu lộ đầy đủ táo bạo và liều lĩnh của hắn, luận đến bằng cấp Trương Dương so ra kém Cố Minh Kiện. Thế nhưng trong phương diện dùng người trương đại quan nhân vượt xa cố minh kiện 18 con đường, hắn hiểu được biết người khéo dùng, hắn lý giải sở trường của mình ở chỗ khai thác cục diện gặp phải cục diện đánh không ra loạn thành một cục hắn sẽ một đao triển khai thế nhưng khi cục diện chân chính mở ra liên quan đến quản lý và xây dựng cụ thể trương đại quan nhân cũng là hỏng bét cho nên hắn mới nể trọng thường lăng phong trên người của thường lăng phong có bình tĩnh mà hắn không bằng được phương diện quản lý và kinh tế cũng là chuyên gia thế nhưng trên người trương dương mình có khí phách và quyết đoán thường lăng phong không có hơn nữa tại phương diện dùng người hắn cho tới bây giờ đều rất khai sáng. Dùng người thì không nghi người, nghi người thì không dùng người, tất cả cái này trồng chất lên thì cấu thành mị lực dụng người của trương đại quan nhân. Cố Minh Kiện Thiếu cũng là mị lực dụng người như thế, hắn không có trình độ quản lý cao siêu, cũng không có quyết đoán dùng người, tiếp thu nhà máy thuốc, đem trụ cột của nhà máy thuốc là thường hải thiên xa lánh ra ngoài, sau đó lại dẫn phát tới nhân viên quản lý trung tầng trốn đi tập thể, cái này đã không thể dùng nóng lòng chứng minh năng lực mình để giải thích. Trương Dương trước mặt cố dưỡng dưỡng nói chuyện tương đối khách khí, thật ra hắn đã nhìn ra cố minh kiện là năng lực cá nhân và mị lực tất cả đều có khiếm khuyết. Trương Dương trên điểm này cũng cảm thấy không giải thích được, cố doãn chi luôn luôn nhìn người rất chuẩn, thế nhưng ông đối với con trai của mình vì sao không có nhìn rõ. Xem ra ai ai cũng đều có khuyết điểm, ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, có thể bởi vì cố doãn chi và con trai gần quá, cho nên rất nhiều khuyết điểm của hắn không có thể thấy rõ, hay là bởi vì trong mắt của cha, con cái đều là hoàn mỹ không sứt mẻ, mặc dù là có khuyết điểm, ông cũng cho rằng có thể cải chính, cho nên mới cho hắn cơ hội. Có một điều Trương Dương tin tưởng, lần này cố doãn chi khiến cho con trai giao ra quyền quản lý nhà máy thuốc là hạ quyết tâm, hẳn là sẽ không thay đổi ước nguyện ban đầu. Trương Dương và cố dưỡng dưỡng tới khuya mới ngủ, Trương Dương rất nhanh chóng ngủ, nhưng cố dưỡng dưỡng không lập tức ngủ nằm ở trên giường nghe hô hấp của trương dương khóe môi của cô ấy lộ ra một nụ cười ấm áp lúc này nội tâm của cô ấy ấm áp bình thản như vậy cô ấy phát hiện ra chỉ có lúc đối mặt trương dương cô ấy mới nguyện ý đem tất cả tâm sự của mình nói hết ra cũng chỉ có cùng hắn một chỗ mới có cảm giác an toàn như vậy cô ấy hạnh phúc tùy thời đều có thể ngủ rồi lại nhắc nhở mình ngàn vạn lần không thể ngủ cô ấy muốn tỉnh để cảm nhập loại hạnh phúc này cô ấy muốn hưởng thụ mỗi một phút mỗi một giây cùng một chỗ với Trương Dương. Bởi vì Kinh Thành là chỗ nặng nhất của tình hình bệnh dịch viêm phổi loại R, cho nên khách từ Kinh Thành đến đều đã bị đặc biệt chiếu cố, xe lửa còn chưa có đến Giang Thành, nhân viên phục vụ cứ tới đây thông báo, khiến cho hành khách xuống xe tại Giang Thành chuẩn bị cho tốt chứng minh thân phận và vé xe, căn cứ theo quy định của Giang Thành, tất cả từ nữ khách Kinh Thành tới phải bị cách ly. Sau 48 tiếng đồng hồ không có phát bệnh trạng mới có thể cho đi. Cố Dưỡng Dưỡng nghe được tin tức này không khỏi có chút hoảng, cô ấy từ Kinh Thành đến đây, không ngờ rằng tới Giang Thành cũng không thể lập tức nhìn thấy người nhà, ngược lại bị cách ly, Trương Dương cũng không khỏi nhíu mày, thấy vẻ mặt bất lực của Cố Dưỡng Dưỡng, trong lòng sinh yêu thương, Cố Dưỡng Dưỡng là một học sinh, tiếp xúc xã hội cũng không nhiều, gặp phải việc này quả thật không biết xử lý như thế nào. Trương Dương nhanh chóng làm ra quyết định, chuyện của Dưỡng Dưỡng hắn phải xen vào, dù sao cũng không tốn mấy ngày, hắn quyết định xuống xe tại Giang Thành đem cố dưỡng dưỡng đưa đến bên cạnh cố doãn chi rồi đi. Cố dưỡng dưỡng nghe được Trương Dương cũng muốn cùng cô ấy xuống xe, mừng rỡ đến nổi mặt cười đỏ lên. Tuy rằng kháng thể đã thành công nghiên cứu chế tạo ra, thế nhưng hiện nay cũng không có đưa ra thị trường với quy mô lớn, cho nên giám sát và dự phòng của các nơi đối với tình hình bệnh dịch vẫn đang không dám thả lỏng. Trương Dương xuống xe lửa lập tức cảm giác được điểm này, chạm xe lửa gian thành đặc biệt thiết lập thông đạo kiểm tra sức khỏe, tiến hành kiểm tra nhiệt độ cơ thể đối với lữ khách, thường thì, lập tức tiến hành kiểm tra thêm một bước, đối với lữ khách từ kinh thành tới tiến hành chiếu cố trọng điểm. Thật ra thì Giang Thành ngày hôm qua cũng phát hiện ra một ca bệnh, người bị nhiễm bệnh viêm phổi loại R cũng là từ kinh thành tới, cho nên Giang Thành mới làm ra quyết định, tiến hành giám sát trọng điểm đối với lữ khách từ kinh thành tới, xuống xe liền cách ly 48 tiếng đồng hồ, không có bệnh trạng mới có thể thả bọn họ đi rất nhiều lữ khách từ kinh thành tới đều biểu thị bất mãn đối với cái quy định này, cho rằng giang thành xâm phạm nhân quyền của bọn họ. Nhân viên công tác phụ trách tiến hành kiểm tra sức khỏe kiên trì giải thích, dù sao hiện tại là thời kỳ phi thường, chính phủ giang thành ra cái chính sách này cũng là bất đắc dĩ, vì bảo đảm tình hình bệnh dịch bị tiêu diệt, không đến mức tiến thêm một bước khuếch tán. Thông qua giải thích của bọn họ, phần lớn lữ khách đều biểu hiện ra lý giải và phối hợp. Trương Dương giúp cố dưỡng dưỡng cầm hành lý, hắn gọi điện thoại cho Khương Lượng. Khương Lượng nghe nói lúc này hắn từ Kinh Thành trở về, không khỏi cảm thán nói, cậu thật là biết chọn thời gian, thành phố vừa mới họp, chỉ cần là từ Kinh Thành tới, trước cách ly 48 tiếng đồng hồ. Trương Dương mắng, ai làm ra quyết định khốn nạn này thế? Thật ra lúc hắn mắng cũng đã nghĩ đến là Đỗ Thiên Giã. Khương Lượng thở dài nói, còn có thể là ai, thật ra Đỗ Bí Thư cũng là bất đắc dĩ, hiện tại viêm phổi loại R huyên náo như thế, toàn bộ xã hội đều giật mình. Ai không lo lắng vì dân chúng thành phố của mình, tên nhóc cậu xếp không trở về nam tích của cậu, chạy đến Giang Thành làm gì? Trương Dương nói, anh ít nói nhảm, tôi không có bệnh, nhanh chóng đến đây đón tôi, cách ly 48 tiếng đồng hồ, dựa vào cái gì? Quay đầu lại tôi tìm Đỗ Thiên Giã lý luận. Khương Lượng nói, cậu đừng tìm ổng, nếu như cậu tìm được, thế nào cũng bị đá văng ra trong vòng 10 giây, Đỗ Bí Thư có tiếng là thiết diện vô tư. Hắn dừng lại một chút nói, cậu chờ một chút, tôi an bài, cho người đi đón cậu, bất quá tên nhóc cậu đừng hãm hại tôi, thật không có bệnh chứ. Anh mới có bệnh đấy, Trương Dương hầu như giống lên. Khương Lượng nở nụ cười ha ha, cậu kiên trì chờ đi. Trương Dương cúp điện thoại, cố dưỡng dưỡng ở một bên lẳng lặng chờ hắn, chỉ cần Trương Dương cùng cô ấy, bất luận chuyện gì cô ấy đều không cần lo lắng. Cô ấy có loại mê tín gần như sùng bái đối với Trương Dương, cho rằng Trương Dương bất luận chuyện gì đều có thể làm được một gã nhân viên công tác chú ý tới bọn họ hướng về phía bọn họ kêu lên hai người đến đây trương dương vẫn đang đứng ở nơi đó căn bản không có ý phản ứng hắn nhân viên công tác đã đi tới bọn họ có chút cả giận nói này gọi các người đấy anh không nghe à trương dương nói gọi chúng tôi làm gì chúng tôi đứng đây có cái gì sai sao vé xe chứng minh thân phận nhân viên công tác lạnh như băng nói trương đại quan nhân trong lòng nói mình rời giang thành không bao lâu ngay cả loại tiểu nhân vật đều dám lên mặt với mình hắn đang muốn phát tác lại nghe một âm thanh kinh hỉ kêu lên trương dương trời thật là cậu trương dương ngẩng đầu nhìn lại đã thấy một người mặc áo trắng mang mũ khẩu trang đi tới hắn trương dương trong lúc nhất thời không có thể nhận ra là ai người nọ đi tới trước mặt trương dương cười tháo khẩu trang xuống Trương Dương lúc này mới nhận ra người trước mắt tự nhiên là Trần Quốc Vĩ ở cùng một ký túc xá lúc trước hắn thực tập ở tại bệnh viện nhân dân huyện Xuân Dương, Trần Quốc Vĩ hiện tại công tác tại bệnh viện nhân dân Giang Thành, khi tình hình bệnh dịch viêm phổi loại R xuất hiện, hắn là người trước hết chủ động yêu cầu đi đầu. Đơn vị đưa hắn đến trạm xe lửa gia nhập vào tổ kiểm dịch. Trần Quốc Vĩ trong quá trình chống lại viêm phổi loại R biểu hiện tương đối dũng cảm, bởi vậy cũng thu được khen ngợi, trở thành nhóm đầu tiên nhập đảng vì là một trong những người công tác ưu tú. Tên nhân viên công tác kia thấy Trần Quốc Vĩ nhận thức Trương Dương, vì vậy không hề dây dưa, xoay người đi chỗ khác. Trần Quốc Vĩ đem Trương Dương kéo đến hỏi, "Tôi nói bạn thân này rốt cuộc là sao?" Chương 932, treo đầu dê bán thịt chó. 1. Trương Dương nói, "Tôi và em tôi mới từ kinh thành trở về, ai ngờ vừa đến thì gặp phải chuyện này, cậu thấy đấy, chúng tôi đều khỏe mạnh kiện khang, bệnh gì cũng không có." không phân biệt được đối tượng mà đem những người như chúng tôi từ kinh thành tới cách ly 48 tiếng đồng hồ, có phải là có chút bệnh hình thức? Trần Quốc Vĩ nói, không làm, hiện tại bệnh viêm phổi gây huyên náo như vậy, thành phố ra chính sách như vậy cũng là quyết định bất đắc dĩ. Trương Dương nói, Quốc Vĩ, cậu có làm giúp chúng tôi đi ra ngoài hay không, tôi không muốn bị cách ly 48 tiếng đồng hồ đâu. Trần Quốc Vĩ nhìn một chút xung quanh, có chút khó xử nói, hiện tại chính sách rất chặt, nếu như bị người ta phát hiện. Trương Dương biết Trần Quốc Vĩ là một người theo khuôn phép cũ, khiến cho hắn làm chuyện trái với nguyên tắc quả thật có chút quá mức khó xử, Trương Dương cười nói, không tiện thì thôi. Trần Quốc Vĩ do dự một chút, rốt cục hạ quyết tâm, hắn hướng Trương Dương nói, các người đi theo tôi. Dù sao cũng là bạn học cũ, hơn nữa Trương Dương chưa bao giờ cầu qua hắn chuyện gì, Trần Quốc Vĩ thật sự có chút không đành lòng từ chối. Trương Dương đang chuẩn bị cùng hắn đi điện thoại của Khương Lượng gọi đến đây, kêu hắn đi lối quý khách, hắn đã an bài người ở cửa tiếp ứng. Trần Quốc Vĩ nghe nói đã có người vì Trương Dương an bài tất cả, cũng như chút được gánh nặng, hắn mang theo Trương Dương đi đến lối đi quý khách, trên đường đi đến lối đi quý khách còn có một trạm kiểm dịch, nếu như không phải Trần Quốc Vĩ dẫn đường, Trương Dương và Cố Dưỡng Dưỡng cũng không có dễ dàng đi qua như vậy, Trần Quốc Vĩ đem hai người bọn họ đến trạm kiểm dịch, hắn cũng không tiện tiếp tục đưa đi, hướng Trương Dương nói Trương Dương, ngày hôm nay tôi chỉ có thể đưa đến nơi đây gần đây thành phố ra nhiệm vụ nặng bên tôi cũng không tách khỏi chờ lần này tình hình bệnh dịch đi qua tôi mời ăn chúng ta ôn chuyện trương dương cười nói quốc vĩ phải là tôi mời cậu ăn mới đúng trần quốc vĩ không dám rời đi cương vị lâu hàn huyên hai câu rồi nhanh chóng chào trương dương khương lượng an bài phó cục trưởng phân cục đường sắt lương hưng tại lối đi quý khách chờ bọn họ trương dương và lương hưng cũng là quen biết đã lâu Lương Hưng thấy Trương Dương cũng không nói thêm cái gì, mang theo hắn và cố dưỡng dưỡng từ lối đi quý khách rời đi, đem bọn họ đến phòng quý khách đợi, từ cửa nhỏ rời đi cũng là bãi đỗ xe nhà ga, Khương Lượng đã tự mình chờ ở bên ngoài bọn họ. Trương Dương và cố dưỡng dưỡng lên xe, Khương Lượng không khỏi oán giận nói, Trương Dương, tên nhóc cậu thật có thể cho tôi khó xử, hiện tại viêm phổi ẩm ý làm nhân tâm hoảng sợ, thành phố gia tam lệnh ngũ thân, nhất định phải chặt đứt nguồn truyền nhiễm viêm phổi, tận lực tránh cho tình hình bệnh dịch lan đến gần Giang Thành. Kinh Thành là chỗ nghiêm trọng nhất của tình hình bệnh dịch trong nước, cho nên thành phố bắt chúng tôi của kiểm tra đối tượng. Tôi nói cậu đi đâu không đi, cần phải đi Kinh Thành. Trương Dương nói, Đỗ Thiên Giã thật là đủ bệnh hình thức, có ai làm như thế sao? Cái này gọi là vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn, không thể bởi vì Kinh Thành xảy ra viêm phổi, đem tất cả người từ Kinh Thành tới đuổi ra ngoài cửa. Nam Tích cũng có cả bệnh viêm phổi, ông ta có phải là cũng như vậy đối với nam tích khương lượng nói không chỉ có là giang thành ra chính sách như vậy hiện tại hầu như tất cả thành phố đều rất coi trọng chuyện này viêm phổi truyền nhiễm quá lợi hại ai cũng không dám chủ quan trương dương cười cười chuyện bé xé ra to kháng thể đã nghiên cứu chế tạo ra không cần bao lâu viêm phổi sẽ biến mất khương lượng nói cậu đi đâu hai ngày nay tôi thật không rãnh cùng cậu thành phố cho chúng ta nhiệm vụ tôi hiện tại hầu như là 16 tiếng đồng hồ không ngừng vận chuyển, liên tục vài ngày chưa chợp mắt. Trương Dương nói, anh đem tôi đến phòng làm việc của Đỗ Thiên Giã là được, nếu như tôi bị viêm phổi, người tôi muốn chuyển nhiễm nhất cũng chính là ông ta. Khương Lượng biết quan hệ của Trương Dương và Đỗ Thiên Giã, hắn cũng biết Trương Dương chỉ là nói một chút mà thôi, loại thời điểm này, hắn cũng sẽ không đi lý luận cùng Đỗ Thiên Giã, cho dù hắn mang tâm tư như vậy, Đỗ Thiên Giã cũng không có thời gian tiếp đãi hắn cô dưỡng dưỡng nói khương đại ca cảm ơn anh là em không tốt em không muốn bị bọn họ cách ly quan sát cho nên anh rể của em mới theo em trở về thêm phiền phức cho anh cô dưỡng dưỡng vừa nói như thế khương lượng ngược lại có chút ngượng ngùng hắn cười nói cố tiểu thư không có gì tôi và trương dương là quan hệ gì đừng nói hắn không bị viêm phổi cho dù hắn thật bị loại bệnh này tôi cũng đem hắn trở thành bạn bè bạn bè không chỉ là có cùng hưởng phúc cũng phải cùng hoạn nạn hắn thật sự bị bệnh Tôi chủ động để cho hắn truyền nhiễm, đến lúc đó hai người cùng nhau cách ly, uống rượu cũng có bạn." Trương Dương nở nụ cười ha ha, nói cũng đúng, chỉ sợ tới rồi anh lại hối hận. Khương Lượng nói, cậu rốt cuộc đi chỗ nào? Trong cuộc còn chờ họp đấy." Trương Dương nói, anh đưa chúng tôi đến nhà máy chế thuốc Giang Thành. Khương Lượng nghe được nhà máy chế thuốc Giang Thành, vùng xung quanh lông mày không khỏi cau lại, hắn thấp giọng nói, lần này cậu đến là vì chuyện của nhà máy chế thuốc Giang Thành? Trương Dương nghe ra ý ngoài lời nói của hắn, nhìn Khương Lượng nói có ý gì. Khương Lượng nói, cậu không biết, nhà máy chế thuốc Giang Thành xảy ra đại sự. Cô Dưỡng Dưỡng vừa nghe liền luống cuống, Khương Đại ca, nhà máy thuốc xảy ra chuyện gì? Khương Lượng thấy biểu tình của hai người đều hoang mang, hẳn là cũng không nghe ngóng gì chuyện của đối với nhà máy thuốc. Hắn thở dài nói, xem ra hai người là thật không biết, nhà máy chế thuốc Giang Thành bán thuốc giả, đã bị lộ ra ngoài hiện tại rất nhiều nhà thuốc đều liên danh bẩm báo thành phố, yêu cầu thành phố cho một lời nói. Trương Dương cũng sửng sốt, thuốc giả, cái thuốc giả gì, nhà máy chế thuốc giang thành sản xuất tất cả đều trải qua trình tự chính quy, anh đừng nói bậy. Trương Dương vẫn giữ gìn đối với nhà máy chế thuốc Giang Thành. Khương Lượng nói, cậu còn nhớ rõ năm ngoái Xuân Dương xảy ra một trận cảm mạo không? Nhà máy chế thuốc Giang Thành lúc đó có loại thuốc đặc hiệu có tác dụng rõ ràng đối với loại cảm mạo này. Trương Dương gật đầu nói, kháng bệnh độc khẩu phục dịch. Lúc đó chính là hắn tự mình cải tiến phương thuốc, Trương đại quan nhân đương nhiên rõ ràng chuyện này, nhưng cái loại dược vật này là hắn trải qua suy nghĩ cẩn thận lấy ra phối phương, sao nói là thuốc giả được. Cho dù chị không hết viêm phổi loại error, ít nhiều gì cũng có thể có một ít tác dụng dự phòng. Chương 933, treo đầu dê bán thịt chó. Hai. Khương Lượng kế tiếp nói làm cho Trương Dương giật mình, đúng vậy cũng là kháng bệnh độc khẩu phục dịch, năm nay viêm phổi phát sinh, nhà máy các nơi trên toàn quốc đều đi nhà máy thuốc nhập hàng, thường thường vì vài món hàng hóa còn phải đi cửa sau chắp nối. Đối với nhà máy thuốc mà nói vốn là một người cơ hội phát tái khó gặp, thế nhưng năng lực sản xuất của nhà máy chế thuốc Giang Thành cũng không thể cung cấp lớn nhu cầu như vậy. Bọn họ căn bản tiêu hóa không nổi đơn đặt hàng nhiều như tuyết rơi. Nhưng bọn họ lại không đành lòng để cho những đơn đặt hàng này không công chạy mất, cho nên đã nghĩ ra một chủ ý mua rẻ thuốc từ các nhà máy khác với giá thấp lam, sau đó đóng gói xương kháng bệnh độc khẩu phục dịch bán đi với giá cao, chuyện này bị phát hiện. Trương Dương và Cố Dưỡng Dưỡng liếc mắt nhìn nhau, trong ánh mắt hai người đều tràn ngập sầu lo, hiện tại chính là lúc viêm phổi tàn sát bừa bãi, tại loại thời điểm này làm loại chuyện treo đầu dê bán thịt chó, tính chất là cực độ ác liệt. Trương Dương biết loại sự tình này tất nhiên sẽ tạo thành ảnh hưởng rất xấu trên xã hội, không chỉ là vấn đề đối mặt khiển trách và phạt tiền của dư luận xã hội, đánh vào nơi đầu sóng ngọn gió, còn muốn truy cứu trách nhiệm hình sự, lần này Cố Minh Kiện thật sự gây ra họa rồi. Trong nhà máy thuốc Giang Thành, Cố Doãn Chi đã ở trong phòng làm việc của con trai. Nhìn con trai, trên mặt ông đan sen biểu tình phức tạp đau lòng, Cố Doãn Chi rốt cục vẫn thành công khống chế được nội tâm phẫn nộ, thấp giọng nói con dự định làm gì bây giờ. Cố Minh Kiện nói, cùng lắm thì trả hàng đền tiền, dễ bản làm ăn không chết người cố doãn chi nói đền tiền không quan trọng cái con đền chính là danh dự mà nhà máy thuốc vất vả mới thành lập lên cố minh kiện nói ba chuyện này đã xảy ra ba nói cái gì cũng vô dụng con thấy ba cũng đừng quản con tới xử lý chuyện này tin tưởng con nhất định có thể xử lý tốt tin tưởng con ba cũng là bởi vì tin tưởng con mới có thể đem nhà máy thuốc giao cho con quản lý nhưng con thì sao nhà máy thuốc trên tay con không chỉ không phát triển ngược lại ngày càng xa sút lúc trước con đáp ứng ba thế nào bây giờ thì như thế nào nhà máy thuốc là do chị của con cực khổ gầy dựng lên ba ba biết trong mắt ba con vĩnh viễn đều không bằng chị thế nhưng chị con đã đã chết cho dù con nỗ lực làm được tốt trong lòng ba cũng không bằng địa vị của chị ấy đem một người sống so với người chết là không công bằng cố doãn chi phẫn nộ mày nói cái gì mày nói lại một lần nữa cho tao cố minh kiện nói ba Việc buôn bán thì có thắng có thua, nhân sinh cũng là như vậy, nhân vô thập toàn, không người nào toàn vẹn, ba cho tới bây giờ đều là thấy một mặt không tốt của con, lẽ nào trên người của con không có một chút ưu điểm? Chuyện bán kháng bệnh độc khẩu phục dịch con không rõ ràng lắm, ba không có khả năng đem tất cả trách nhiệm đổ lỗi lên đầu con. Cố Doãn Chi nói, ngày hôm nay tao mới phát hiện mày không chỉ không có bản lĩnh, còn không có dũng khí gánh chịu trách nhiệm, thân là quản lý của nhà máy thuốc, nhà máy thuốc xảy ra chuyện lớn như vậy, mày không phụ trách ai phụ trách. Từ hôm nay trở đi, mày đem quyền quản lý nhà máy thuốc giao ra đây. Cố Minh Kiện gật đầu nói, ba, ba muốn thế nào thì thế đó, con không sao cả. Nói xong hắn xoay người rời khỏi phòng làm việc. Cố Doãn Chi giữ hắn lại quát, mày đứng lại đó cho tao, tiền trên sổ sách của nhà máy thuốc đâu. Cố Minh Kiện nói, lúc chị để lại cái nhà máy cũng là một cái xác không, trên sổ sách căn bản là không có bao nhiêu vốn lưu động, thiết bị mới đòi tiền, sản xuất cần nguyên vật liệu đòi tiền, tiền lương công nhân cũng đòi tiền, trên sổ sách còn có bao nhiêu. Cố Doãn Chi nói tiền mày bán thuốc giả phi pháp đâu. Lập tức giao ra đây cho tao. Cố Minh Kiện nói tôi đầu tư một khối đấy, trong tay còn có một chút tiền, hơn nữa này tất cả đều đầu tư vào rồi, còn không giao được. Cố Doãn Chi cả giận nói, mày không giao được, ngoài cửa nhiều khách như vậy chờ trả hàng, mày nói cho tao biết nên làm cái gì bây giờ. Cố Minh Kiện không nói gì nghẹn một hồi lâu mới nói, dù sao hiện tại con không có tiền cho bọn họ, bọn họ muốn kiện thì kiện đi, cùng lắm thì là ngồi tù, con cũng không phải không ngồi qua. Cố Doãn Chi phẫn nộ quát cút, cút đi ra ngoài cho tao, tao không muốn nhìn thấy mặt mày nữa. Cố Minh Kiện đi ra, thì thấy Liễu Quảng Dương đi tới hắn, Liễu Quảng Dương là anh của Liễu Duyên, được em gái đề cử đảm nhiệm xưởng trưởng kinh doanh nhà máy thuốc, từ khi hắn đi tới nhà máy thuốc kinh doanh của nhà máy thuốc có thể nói là ngày càng xa sút nhân viên quản lý trung tầng nghỉ việc tập thể có quan hệ tương đối lớn với hắn. Liễu Quảng Dương cười đi tới trước mặt Cố Minh Kiện, Cố Tổng, Lão Thái gia nói như thế nào? Cố Minh Kiện chừng mắt liếc hắn, cũng không phải bởi vì anh gây chuyện sao. Dùng dễ bản lam giả mạo kháng bệnh độc khẩu phục dịch, anh thật là có thể đưa ra chú ý, hiện tại sự tình bại lộ, nhiều khách như vậy tất cả đều tìm đến cửa, nghe nói đã liên danh bẩm báo thành phố, Liễu Quảng Dương cái miệng giật giật, không nói chuyện nhưng trong lòng kích không phục lắm, lúc trước dùng dễ bản lam giả mạo kháng bệnh độc thuốc pha nước uống, hắn trước hết hỏi qua Cố Minh Kiệt, Cố Minh Kiệt vật đầu hắn mới dám làm như thế. Hiện tại Cố Minh Kiệt có chuyện gì đều quy tội đến đầu của hắn, Liễu Quảng Dương đương nhiên không phục, Liễu Quảng Dương nói, cũng không phải chuyện ghê gớm gì, nói chúng ta sửa đổi phương thuốc, loại thuốc pha nước uống kháng bệnh độc này là đời mới, đến chỗ chúng ta cũng nói rõ như vậy thôi. Cố Minh Kiện có chút kinh ngạc nhìn Liễu Quảng Dương, hắn phát hiện Liễu Quảng Dương có đôi khi còn là có chút thông minh, đúng vậy, ai quy định bọn họ sản xuất thuốc pha nước uống kháng bệnh độc phải như nhau. Liễu Quảng Dương nói, chuyện này tôi đều suy nghĩ rồi, đưa tiền cho bên cục y tế, chỉ cần đối phó với mấy cơ quan này, thì đám thương nhân kia ẩm ý không được bao nhiêu sóng gió, ba cậu là bí thư tỉnh ủy tiền nhập, trong tỉnh Bình Hải ai không cho ông ta vài phần mặt mũi. Cố Minh Kiện nói, anh nói dễ quá, trên quan trường là người vừa đi trà liền lạnh, hiện cái đám quan viên bây giờ rất hiện thực. Hắn thở dài một hơi, không nói nữa, lão gia tử kêu tôi đem quyền quản lý giao ra đây, chuyện của nhà máy thuốc tôi mặc kệ. Liễu Quảng Dương nội tâm cả kinh, Cố Minh Kiện giao ra quyền quản lý của nhà máy thuốc cũng có nghĩa, ngày lành của hắn tại nhà máy thuốc cũng đã hết, Liễu Quảng Dương tiêu, cậu nói là ba cậu muốn đích thân quản lý nhà máy. Cố Minh Kiện gật đầu. Liễu Quảng Dương tiêu, rất tốt do ông ta đứng ra, chuyện này rất dễ giải quyết. chương 934, treo đầu dê bán thịt chó. 3. Lúc Trương Dương và Cố Dưỡng Dưỡng đi tới cửa nhà máy thuốc, thấy được hơn 10 chiếc xe vận tải lớn chặn trước cửa lớn nhà máy thuốc, Khương Lượng không vào được, chỉ có thể đậu xe ở bên ngoài, nói thấy không, đám xe này tất cả đều là xe tới trả hàng, trên xe đều là thuốc pha nước uống kháng bệnh độc giả mạo, Trương Dương cũng không ngờ rằng Cố Minh Kiện lại có thể khốn nạn tới loại tình trạng này, nhìn nhà máy thuốc cố dài đồng tiêu hao tâm huyết kinh doanh lên, trong thời gian ngắn biến thành cái dáng dấp này, hắn không khỏi có chút đau lòng, cũng bởi vậy mà giận chó đánh mèo tới trên người của Cố Minh Kiện. Trương Dương mở cửa xe đi xuống, Cố Dưỡng Dưỡng cũng theo xuống xe, Khương Lượng hạ cửa sổ xe xuống, tôi nói bạn thân này, cậu kiềm chế chút, khuyên nhủ Cố Minh Kiện nhanh chóng đem tiền trả lại cho người ta là được, chuyện tình thật sự muốn ẩm ý lớn, thì không xong đâu." Trương Dương gật đầu, bước đi cửa lớn của hướng nhà máy thuốc, hắn đếm đếm có tổng cộng là 12 chiếc xe vận tải, tài xế xe vận tải đều ở bên trong xe chờ, thật ra đến đây trả hàng chỉ chỉ là một phần hàng nhỏ chưa tiêu thụ được, phần lớn đều đã chảy vào thị trường, không cách nào thu về, chuyện này tạo thành ảnh hưởng xã hội cực kỳ ác liệt. Cửa lớn nhà máy thuốc đóng chặt, bởi vì sự kiện thuốc giả gần đây, tình trạng sản xuất kinh doanh của nhà xưởng trở nên rất đình trệ. Đa số phân xưởng đã đình công, đã qua hơn nửa tháng rồi mà Cố Minh kiện vẫn không phát tiền lương công nhân, công nhân hoán khí rất lớn, có mấy người đã đứng ra thị uy. Trương Dương thường đi tới nhà máy thuốc, cho nên bảo vệ cửa của nhà máy thuốc đều nhận thức hắn, thấy Trương Dương đến đây, bảo vệ cửa nhanh chóng giữ cửa mở, Trương Dương nói: "Cố xưởng trưởng có ở đây không?" Bảo vệ cửa nói: "Chủ nhiệm Trương, ngài tìm lớn hay là nhỏ?" Trương Dương nói: "Lớn." "Lớn thì ở trong nhà máy." Nhỏ thì vừa đi ra. Cố Doãn Chi một mình ngồi ở trong phòng làm việc, lúc trước ông chỉ huy toàn bộ bình hải đều rất thành thạo, thế nhưng hiện tại một nhà máy chế thuốc Giang Thành cũng đã khiến cho ông cảm giác được hết đường xoay sở. Ông đi tới nhà máy thuốc tìm con trai muốn quyền quản lý, thế nhưng phát hiện trong sổ sách nhà máy không có tiền, quản lý nhân viên lúc trước đều đã rời đi, hiện tại quản lý nhân viên trong nhà máy đều là cố minh kiện mướn, đa số đều không quen với nghiệp vụ nhà máy, cái này còn đỡ bên ngoài có hơn 10 chiếc xe chờ trả hàng. Còn có khách hàng đã liên danh bẩm báo thành phố, nhà máy chế thuốc Giang Thành dùng dễ bản lam giả mạo kháng bệnh độc khẩu phục dịch. Chuyện này đã bị vạch trần đưa tin ra, đây là hỏa ngoại xâm, cố doãn chi vừa đến Giang Thành liền đối mặt với nguy cơ loạn trong giặc ngoài. Cố doãn chi từ trong túi móc ra một tấm ảnh chụp, đó là ảnh chụp chung của ông và hai người con gái. Khi hắn thấy con gái dài đồng như hoa lúng đồng tiền, nội tâm không khỏi đau đớn, Cố Doãn Chi lấy tay chỉ nhẹ nhàng vuốt ve mặt của con gái trên ảnh chụp, thấp giọng nói, "Giai Đồng. Nếu như Giai Đồng còn, sinh ý của nhà máy thuốc khẳng định náo nhiệt, nói không chừng lúc này đã chuẩn bị đưa ra thị trường, cho con trai đến đây quản lý nhà máy thuốc, là một sai lầm quyết định. Sự thật chứng minh, Cố Minh kiện căn bản là không có bản lĩnh, trên phán đoán của Cố Doãn Chi xuất hiện thành kiến, nếu như lúc đó hắn không cho Cố Minh kiện đến đây, mà là cho Thường Hải Thiên tiếp tục quản lý nhà máy thuốc, cho nhà máy thuốc duy trì nguyên trạng, cũng sẽ không ẩm ý cho tới quấn cảnh bây giờ. Cố Doãn Chi coi trọng cũng không phải là bản thân nhà máy thuốc, cái ông coi trọng chính là nhà máy thuốc là sự nghiệp con gái lưu lại, nguyện vọng lớn nhất của con gái khi còn sống là đem nhà máy thuốc kiêu ngạo, trong 3 năm đem nhà máy thuốc đưa ra thị trường, mà bây giờ nhà máy thuốc không chỉ không đi lên đường thịnh vượng phát đạt, ngược lại còn tụt xuống, đã bị vây gần sát biên giới đóng cửa. Hiện trạng của nhà máy thuốc khiến cho Cố Doãn Chi đau lòng, nhưng càng làm cho ông đau lòng chính là biểu hiện của con trai, ông phát hiện mình từ ngay từ đầu đã sai rồi, con trai không thích hợp con đường làm quan, cũng không phải người kinh thương, tuy rằng ông có mong đợi rất cao đối với con trai, sự thật lại chứng minh, hắn chỉ là một người bình thường, một người tầm thường vô vị. Cửa phòng làm việc bị gõ nhẹ, Cố Doãn Chi từ trong trầm tư tỉnh lại, ông có chút mệt mỏi dã thở ra một hơi nói, "Vào đi", cửa phòng cũng không có khóa trương dương và cố dưỡng dưỡng hiện ra trước mặt của ông cố dưỡng dưỡng vui cười chạy đi qua ôm cái cổ của ba 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 không ngờ con sẽ đến thăm ba chứ khóe môi của cố doãn chi toát ra vẻ tươi cười hiếm có không ngờ ba thật sự là không ngờ nhà đầu kia gần đây bệnh viêm phổi gây huyên náo như thế con chạy đến đây gì cố dưỡng dưỡng tiêu không có việc gì có anh rể viêm phổi cái gì con cũng không sợ cố doãn chi hướng trương dương gật đầu trương dương nói ba con từ kinh thành quay về nam tích đúng lúc trên xe lửa gặp dưỡng dưỡng cho nên cùng em ấy đến thăm ba trương dương lo lắng cố doãn chi sẽ hiểu lầm cho nên trước giải thích rõ ràng ý đồ của mình cố doãn chi nói con đến đúng lúc lắm ba có việc thương lượng với con tình trạng của nhà máy thuốc trương dương đã có lý giải chuyện này chứng đầy đủ minh rằng giữ vững sự nghiệp khó khăn hơn so với xây dựng sự nghiệp nhiều lắm Cố gia đồng tốn hao nhiều thời gian như vậy mới khiến cho nhà máy thuốc đi lên đường tốt, nhưng tới trong tay cố minh kiện, không được nửa năm quang cảnh cũng đã biến thành dáng dấp như vậy. Cố Doãn Chi đã sớm đem Trương Dương trở thành đứa nhỏ của mình, ông cười khổ nói, một tỉnh Bình Hải lớn như vậy cho ba quản lý ba cũng không sầu, thế nhưng một nhà máy thuốc lại thật sự khiến cho ba khó xử. Trương Dương nói, ba, ba nói đi, chỉ cần là tôi có thể làm được, con khẳng định toàn lực ứng phó. Cố Doãn Chi nói, nhân viên quản lý của nhà máy lúc trước hầu như đều đi hết rồi, bất luận tập thể gì chỉ cần thiếu lực ngưng tụ, chắc chắn trở thành năm bè bảy mảng. Quan trường cũng như vậy, xí nghiệp cũng là như vậy. Cố dưỡng dưỡng pha trà rót cho cha, lại đem một tách trà ngon giao cho Trương Dương, cô ấy nhẹ giọng nói, ba, ngoài cửa có rất nhiều xe tải lớn đậu che kín cả đường đi. Cố Doãn Chi nói, đó là xe chờ trả hàng, 12 xe này chỉ là khỏi đầu, bọn họ đến cũng một thời gian rồi, chỉ cần là thuốc pha nước uống kháng bệnh độc thì đã tiêu thụ hơi vài triệu rồi. chương 935, treo đầu dê bán thịt chó. 4. Trương Dương nghe chữ số như thế cũng không khỏi líu lưỡi, phải biết rằng cố minh kiện bán ra tất cả đều là thuốc giả, bán ra càng nhiều, trách nhiệm cần gánh chịu cũng lại càng lớn. Cố Doãn Chi nói, mấy triệu này phần lớn đều là thuốc giả, bọn nó dùng dễ bản lam pha nước uống một lần nữa đóng gói, giả mạo thuốc pha nước uống kháng bệnh độc tiêu thụ, giá cả cũng được tăng lên, cũng là muốn lợi dụng thời cơ viêm phổi tàn sát bừa bãi kiếm một số tiền. Hiện tại bị người ta phát hiện, mấy người mua hàng không muốn, bọn họ đều đưa hàng tới trả và đòi bồi thường, ba thấy chuyện này không có hơn 10 triệu là làm không được. Ông dừng lại một chút lại nói, nếu như những nhà thuốc này truy cứu trách nhiệm, hành vi của Minh Kiện đã cấu thành phạm tội. Cô dưỡng dưỡng nói, anh con sao có thể như vậy? Ba, anh ấy có phải là bị người khác đầu độc? Trương Dương nói, đúng vậy, Minh Kiện mặc dù có chút hồ đồ, thế nhưng chuyện phạm tội hắn hẳn là sẽ không làm, người phụ trách bên này là Liễu Quảng Dương, có phải là hắn làm sau lưng Minh Kiện? Trương Dương sở dĩ nói đỡ cho cố Minh Kiện, cũng không phải hắn muốn giúp cố Minh Kiện, là bởi vì hắn không muốn cố doãn chi quá thất vọng, nói như vậy có thể cho nội tâm của ông ấy dễ chịu một ít. Cố doãn chi càng nói càng kích động, tức giận đến nổi vỗ bàn làm tách trà ngã lăn ra, nước trà vẩy ra trên mặt bàn. Cố dưỡng dưỡng nhanh chóng nắm cánh tay của cha tay nhẹ nhàng lay động nói, ba, ba đừng tức giận, tức giận làm xấu thân thể thì sao bây giờ? Lát về con sẽ đi tìm anh con, kêu anh ấy đến đây dập đầu bồi tội với ba. Cố doãn chi nổi giận nói, đừng nói đến thằng vô liêm sỉ ấy, sau này ba cũng không muốn gặp nó. Trương Dương nói, ba, chuyện tình nếu đã xảy ra, cho dù ba có tức giận cũng không làm được gì, hay là nghĩ nên giải quyết thế nào? Bồi thường tổn thất của những người mua thuốc này, cố gắng làm giảm ảnh hưởng xuống. Cố dưỡng dưỡng nói, vậy nhanh chóng đem tiền trả lại cho người ta đi. Con đi xin lỗi bọn họ, cô ấy nhìn vấn đề cũng khá đơn giản. Cố doãn chi nói, nó dùng tiền ấy mua một khối đất, hiện tại còn làm ra vẻ không có tiền muốn đòi thì lấy mạng đi với ba. Ba thật sự là không ngờ, thằng con này lại có tiền đổ tới loại tình trạng này. Cố dưỡng dưỡng cũng tức giận, anh ấy sao có thể như vậy? đối với biểu hiện như vậy của cố minh kiện trương dương cũng không ngoài ý muốn cố minh kiện sau khi vào tù tâm của hắn và tính tình không chỉ không thay đổi ngược lại trở nên cực đoan bất thường trương dương nói ba có câu con không biết nên nói hay là không nên nói cố doãn chi nói con nói đi người một nhà cùng một chỗ không cần nhiều cố kỵ trương dương nói ba người có thể quản lý được một tỉnh thế nhưng ba chưa chắc có thể quản được một xí nghiệp quan trường và thương trường là hai việc khác nhau Cố Doãn Chi nói, ba hiện tại không có lựa chọn, nếu như tùy ý để thằng vô liêm sỉ kia tiếp tục bại hoại, nhà máy thuốc không được hai ngày nữa thì sẽ đóng cửa, ba không thể mở mắt nhìn nhà máy thuốc suy sụp như thế. Ba tới cũng không phải vì muốn làm quản lý, ba tới giải quyết vấn đề. Trương Dương nói, tình huống hiện tại của nhà máy thuốc mặc dù không tốt, nhưng còn chưa đến mức đóng cửa, căn bản phát triển của nhà máy chế thuốc Giang Thành ở chỗ sản phẩm của chúng ta, khi Minh Kiện tiếp nhận nhà máy thuốc, Quản lý nhà máy thuốc hỗn loạn, hiệu suất sản xuất thấp, không phải sản phẩm của nhà máy thuốc chúng ta bán không ra, mà là trình độ quản lý thấp làm liên lụy trình độ sản xuất, là người khác đem tiền chờ mà nhà máy thuốc không có cái gì để bán. Cố Doãn Chi gật đầu nói, mấy sản phẩm của nhà máy thuốc đều là bí phương độc nhất vô nhị của con, mượn thuốc pha nước uống kháng bệnh độc mà nói, nếu như sản lượng đủ cung cấp, lần này khẳng định là một cơ hội tốt để nhà máy thuốc bay lên, đáng tiếc tên nhóc kia không đi đường ngay không từ căn bản đi lên, một lòng muốn đi đường ngang ngõ tắt. Trương Dương nói, hắn cũng muốn kiếm tiền, thế nhưng gần đây quản lý nhà máy thuốc xuất hiện vấn đề nghiêm trọng, sản lượng có thể không theo kịp, lại không cam lòng để cho miếng thịt mỡ đến miệng bay mất, cho nên mới động tàn nhiệm. Cố Doãn Chi nói, Trương Dương, con ra một chủ ý giúp ba, làm sao có thể khiến cho nhà máy thuốc bình ổn vượt qua nguy cơ lần này? Trương Dương cười nói, tôi cũng không phải nhân tài trong phương diện quản lý xí nghiệp bất quá tôi biết chỗ mấu chốt của nhà máy thuốc việc cấp bách trước mắt là chúng ta phải khôi phục sản xuất cố doãn chi nói nhân tâm đều tản muốn khôi phục sản xuất cũng không dễ dàng như vậy trương dương nói người để con giải quyết người đã đi con không dám nói toàn bộ thế nhưng một phần bên trong con có thể mời bọn họ trở về nhà máy thuốc hiện tại không có tiền trên sổ sách muốn cho ao cá một lần nữa sống lại phải bơm nước vào lại trước cố doãn chi nói phương diện tiền để ba giải quyết ba hẳn là có thể dẫn tới một số tiền, giải quyết vấn đề tài chính chắc trở của nhà máy thuốc hiện nay. Trương Dương nói, vậy là tốt rồi, việc nhỏ khác, giao cho con làm. Lúc Trương Dương quyết định trợ giúp cố Doãn Chi đã có chủ ý nhà máy thuốc thoát khỏi khốn cảnh, hắn trước gọi điện thoại cho mẹ nuôi La Tuệ Chữ, hiện nay kháng thể bệnh độc đã chuẩn bị sản xuất số lượng lớn, mục đích Trương Dương tìm La Tuệ Chữ, chính là muốn bà hỗ trợ đem nhà máy chế thuốc Giang Thành liệt vào danh sách được cấm giấy phép đặc biệt sản xuất, là tuệ chữ hầu như không có bất luận suy nghĩ cái gì đáp ứng thỉnh cầu của Trương Dương. Đối phó chuyện này, trong lòng Trương Dương bớt lo ba phần, hắn ngay sau đó phải đi chính phủ ủy thị Giang Thành, bí thư thị ủy Đỗ Thiên Giã đang dự họp thường ủy, cho nên Trương Dương ở ngoài phòng làm việc chờ đủ một giờ, mới nhìn thấy khuôn mặt của Đỗ Thiên Giã. Đỗ Thiên Giã nghe nói Trương Dương tới, cho thư ký đem hắn dẫn vào trong phòng làm việc trương dương quan sát sắc mặt của ông ta một chút đỗ thiên giã biểu tình ngưng trọng xem ra tâm tình không quá tốt trương dương cười nói tôi vừa từ kinh thành đến đây thiếu chút nữa bị nhân viên công tác nhà ga cách ly đỗ thiên giã nói cậu đến oán giận tôi à cảm thấy chính sách của chúng tôi có chút quá đáng có phải không trương dương nói hiện tại nơi nào cũng đều như vậy viêm phổi làm cho trên dưới toàn quốc thần hồn nát thần tính nhân tâm hoảng sợ Ai cũng không muốn tình hình bệnh dịch mở rộng đến ba phần đất của mình. Cậu biết là tốt rồi, thân thể của Đỗ Thiên Dã hơi ngã vào ghế ngồi tựa lưng phía sau, hai tay duỗi thẳng đặt trên bàn, nhẹ nhàng nói cậu tìm tôi có chuyện gì? Chương 936, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. 1. Trương Dương trước gọi điện thoại cho Triệu Tân Hồng, Triệu Tân Hồng lúc trước đã từng là phó xưởng trưởng sản xuất của nhà máy thuốc, cô ấy cũng là người sướng nghị tập thể cán bộ trung tầng nghỉ việc lần trước. Triệu Tân Hồng sau khi nghỉ việc, vẫn nhàn rỗi ở nhà, tuy rằng bên ngoài có rất nhiều xí nghiệp mời cô ấy đi đảm nhiệm công tác lãnh đạo, nhưng bị Triệu Tân Hồng từ chối, nhận được điện thoại của Trương Dương, Triệu Tân Hồng lập tức rõ ràng ý tứ của hắn, Triệu Tân Hồng nói Trương Dương, không phải chị không có suy nghĩ. Nhà máy chế thuốc giang thành chị sẽ không trở về, cố minh kiện người kia lòng giả quá hẹp hòi, hắn thiếu tín nhiệm với đám người chúng tôi, chúng tôi miễn cưỡng ở lại nhà máy thuốc cũng không có lợi gì. Trương Dương nở nụ cười, hắn đem chuyện cố minh kiện đã đem quyền quản lý giao ra, sau đó dùng ngữ khí vô cùng động tình nói chị, nhà máy thuốc sở dĩ có thể phát triển lên, là kết quả cùng nhau nỗ lực của giai đồng cùng các ngươi, cũng là tâm huyết của chị, chị lẽ nào nhẫn tâm nhìn nhà máy thuốc ngã xuống như thế? Triệu Tân Hồng im lặng. Trương Dương nói, cô bí thư lần này tới là vì giải quyết vấn đề của nhà máy thuốc, ông cũng không ý đảm nhiệm công tác lãnh đạo của nhà máy thuốc, em nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có chị mới có năng lực đái lĩnh nhà máy thuốc đi ra khốn cảnh hiện nay. Triệu Tân Hồng thiếu Trương Dương một phần nhân tình rất lớn, lúc trước cô ấy bị ung thư, nếu như không phải Trương Dương ra tay giúp cô ấy, hiện tại cô ấy đã sớm rời khỏi nhân thế, nếu Trương Dương tự mình mở miệng cầu cô ấy hỗ trợ, cô ấy vô luận như thế nào cũng không có thể từ chối. Triệu Tân Hồng nói, Trương Dương, nếu cậu mở miệng, tôi không thể không cho cậu mặt mũi, thế nhưng tôi có phần tự hiểu lấy mình, Cậu cho tôi tổ chức công nhân làm tốt sản xuất tôi còn có vài phần nắm chắc, thế nhưng cậu kêu tôi gánh vác công tác lãnh đạo của nhà máy thuốc, dẫn dắt nhà máy thuốc đi ra khốn cảnh, tôi thật sự không có cái bản lĩnh kia. Nhà máy thuốc thiếu một người người lãnh đạo, Cố Gia Đồng tuy rằng mất, thế nhưng Thường Hải Thiên và Hồ Nhân như còn, trong bọn họ bất luận là ai cũng đều có năng lực gánh vác cái trách nhiệm này, Trương Dương, Ngàn Quân dễ được một tướng khó cầu, muốn cho nhà máy thuốc mau chóng từ khốn cảnh đi ra cậu đầu tiên nên lo lắng chính là tìm được vị tướng này. Khi kết thúc trò chuyện, Trương Dương không khỏi rơi vào trong trầm tư, Triệu Tân Hồng nói rất đúng, ngàn quân dễ được một tướng khó cầu, hiện nay nhà máy thuốc nhất thiếu cũng là một người quyết sách, lúc trước bên cạnh của cố giai đồng trước có hổ nhân như sau có thường hải thiên, hai người kia đều là cao thủ trong phương diện quản lý kinh thương, khi cố minh kiện tiếp nhận nhà máy thuốc, phân công liếu nghiếm dương xa lánh thường hải thiên, lúc này mới đem nhà máy thuốc trở nên hỗn độn một mảnh mình cho dù có thể mời tất cả trở về nhà máy thuốc. Thế nhưng nhà máy thuốc vẫn đang thiếu một nhân vật then chốt nhất, cố doãn chi không có khả năng quản lý nhà máy thuốc, tính tình của cố dưỡng dưỡng cũng không thích hợp đảm nhiệm loại công tác này. Trương Dương nghĩ tới Thường Hải Thiên, nhà máy sản phẩm bảo vệ sức khỏe sinh vật biển của Thường Hải Thiên vừa thành lập không lâu, hiện tại đang đứng ở kỳ gây dựng sự nghiệp, hắn không có khả năng buông xuống sự nghiệp vừa mới bắt đầu bên kia, cũng không có khả năng rút ra tinh lực kiêm quản chuyện của nhà máy thuốc duy nhất có thể chỉ có Hồ Nhân Như, hiện tại công ty quảng cáo đã trên quỹ đạo, cô ấy có thể rút ra một ít thời gian. Vì vậy Trương Dương gọi một cú điện thoại cho Hồ Nhân Như, giữa Trương Dương và Hồ Nhân Như nói không cần quanh co lòng vòng, hắn đem khốn cảnh hiện tại của nhà máy thuốc từ đầu chí cuối nói một lần. Hồ Nhân Như nghe xong thì rõ ràng ý tứ của Trương Dương, cô ấy căn bản không có bất luận do dự cái gì, nhẹ giọng nói em lập tức đặt vé máy bay, đêm nay đến Giang Thành. Nghe được lời của cô ấy, nội tâm của Trương Dương nhất thời dâng lên một sự ấm áo, cái gì gọi là hoạn nạn thấy chân tình. Lúc hắn cần hồ nhân như, cô ấy cho tới bây giờ cũng chưa từng làm hắn thất vọng, Trương Dương có chút ấy náy nói, bên công ty quảng cáo của em có phải là sẽ có ảnh hưởng. Hồ nhân như cười nói, nào có ảnh hưởng, nghiệp vụ của công ty quảng cáo đã sớm đi vào quỹ đạo, huống hồ còn có chị Hải Lan nhìn, hiện tại tin tức phát triển như thế, có chuyện gì, em lập tức biết ngay, anh yên tâm đi, em dặn dò một tiếng, ngày hôm nay đi qua. Nhân viên trung tầng của nhà máy chế thuốc Giang Thành tạm nghỉ trước đó vài ngày trên cơ bản đều có công tác mới. Trương Dương nhờ Triệu Tân Hồng đem nhóm người còn chưa có công tác mời tới. Triệu Tân Hồng tương đối quen thuộc đối với tình huống của nhà máy thuốc. Cô ấy lại từ các phân xưởng lựa chọn một nhóm nồng cốt, đem những người này triệu tập tới cùng nhau, tập trung tại phòng họp nhỏ. Cố Doãn Chi lo lắng luôn mãi, quyết định không đứng ra, ông đem chuyện này toàn quyền giao cho Trương Dương xử lý, Cố Dưỡng Dưỡng làm người phát ngôn của hắn cũng đi dự hội nghị. Hội nghị của nhà máy thuốc lần này do Triệu Tân Hồng chủ trì, biểu tình của mọi người tham dự hội nghị đều rất nghiêm trọng, tuy rằng chỉ là mấy tháng ngắn, nhưng từ trên mặt của mọi người ở đây đã nhìn không thấy hy vọng. Triệu Tân Hồng lên tiếng nói, "Chào mọi người, ngày hôm nay tôi mời mọi người tới là có một chuyện quan trọng cần tuyên bố, từ hôm nay trở đi chức chủ tịch của nhà máy chế thuốc Giang thành do Cố Dưỡng Dưỡng tiểu thư đảm nhiệm." hiện trường rất yên tĩnh không có ai nói chuyện mọi người cũng không biết cố dưỡng dưỡng là ai rất nhanh mọi người đã rõ ràng cái này cô bé đáng yêu ngồi ở trên đài chủ tịch giữa triệu tân hồng và trương dương là cố dưỡng dưỡng khi rõ ràng phía dưới bắt đầu khe khẽ nói nhỏ người của cố ra thật sự là hồ đồ trước phái tới một thằng phá sản ngay sau đó lại cho một con bé không dành thế sự đến làm như thế giống như bọn họ nhà máy thuốc chờ đóng cửa đi để cho cố dưỡng dưỡng đứng ra đảm nhiệm chủ tịch nhà máy thuốc là kết quả của Trương Dương và Cố Doãn Chi trải qua suy nghĩ cẩn thận, Cố Doãn Chi khiến cho con trai giao ra quyền quản lý, cũng không phải muốn đích thân tới nhà máy thuốc, ông muốn tận lực trợ giúp nhà máy thuốc vượt qua nguy cơ lần này. Trải qua chuyện này, ông phát hiện mình trên vấn đề xử lý nhà máy chế thuốc Giang Thành tồn tại rất nhiều quan niệm gia tộc, nếu như lúc trước không phải ông đem nhà máy thuốc giao cho con trai, mà là giữ phương thức quản lý cũ của nhà máy thuốc không thay đổi. Nhà máy thuốc cũng sẽ không phát sinh biến cố lớn như vậy. Chủ tịch chỉ là một cái tên, cũng không có nhiều ý nghĩa thực chất, cho nên thẳng thắn để cho Cố Dưỡng Dưỡng đi ra. Triệu Tân Hồng nói, tiếp theo xin mời Cố chủ tịch nói chuyện. Tiếng vỗ tay rất ít, hiển nhiên là mọi người không có ký thác nhiều hy vọng đối với vị tiểu cô nương này, Cố Dưỡng Dưỡng là lần đầu đối mặt nhiều người như vậy, không khỏi có chút luống cuống, cô ấy hướng Trương Dương nhìn một chút, Trương Dương cười cổ vũ cô ấy nói, đừng sợ, nên nói như thế nào thì cứ nói như thế ấy chương 937, đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi. 2. Cố dưỡng dưỡng đứng lên cúi chào một cái, cảm ơn mọi người. Hiện trường vang lên vài tiếng cười thiện ý. Cố dưỡng dưỡng nghe được tiếng cười, mặt càng đỏ hơn, cô ấy nhỏ giọng nói, xin chào mọi người, tôi là cố dưỡng dưỡng, sau này thì do tôi đảm nhiệm chủ tịch của nhà máy thuốc, tôi không có kinh nghiệm công tác gì, thế nhưng tôi tin tưởng có mọi người trợ giúp. Nhà máy thuốc nhất định có thể khôi phục cảnh tượng phồn vinh của quá khứ, xin mọi người chiếu cố nhiều hơn. Nói xong cô ấy lại cúi chào một cái, cuống quyết ngồi xuống. Trương Dương dẫn đầu vỗ tay, nhờ hắn mọi người cũng đều vỗ tay, tuy rằng cố dưỡng dưỡng rõ ràng thiếu kinh nghiệm xã hội, nhưng trong mắt mọi người, cô ấy còn muốn thuận mắt hơn phá sản tử cố minh kiện nhiều lắm. Triệu Tân Hồng cười nói, kế tiếp, tôi muốn tuyên bố hai chuyện vui lớn, chuyện thứ nhất, trải qua thảo luận của ban giám đốc công ty, quyết định để tiền nhậm xưởng trưởng Hồ Nhân như tiểu thư của nhà máy thuốc trở về đảm nhiệm xưởng trưởng. Hồ tiểu thư cũng đã đáp ứng, chậm nhất là ngày mai sẽ đi tới nhà máy thuốc đi làm. Chấm ngoặc kép. Hiện trường vang lên vỗ tay ầm ầm, mọi việc đều có một tương đối, Cố Minh Kiện đem Liễu Nghiễm Dương làm xưởng trưởng, toàn bộ nhà máy thuốc bị khiến cho chướng khí mù mịt, cho nên những công nhân này đương nhiên đem hắn và người tiền nhậm ra làm so sánh, vô luận là Hồ Nhân như hay là Thường Hải Thiên đều mạnh hơn so với Liễu Nghiễm Dương nhiều lắm, Nghe nói Hồ Nhân Như trở về tới tiếp tục quản lý nhà máy thuốc, tâm của mọi người cuối cùng cũng thắp lên một ít lòng tin. Triệu Tân Hồng lại nói, nhà máy thuốc vài ngày trước đó bởi vì kinh doanh sản xuất xảy ra vấn đề nên xuất hiện sự cố, tôi và mọi người như nhau, đối với tình trạng hiện tại của nhà máy thuốc đều rất đau lòng, thế nhưng chuyện đã phát sinh dù sao không cách nào thay đổi, chúng ta phải nhìn về phía trước, hiện tại quyết sách của nhà máy tiến hành điều chỉnh, nội bộ xí nghiệp cũng tiến hành cải cách dứt khoát quá khứ là quá khứ. tôi hy vọng mọi người nhìn về phía trước, hy vọng mọi người có lòng tin với lãnh đạo mới của chúng tôi. chỉ cần mọi người đồng tâm hiệp lực, không cần bao lâu, nhà máy thuốc sẽ khôi phục diện mạo lúc xưa, xí nghiệp của chúng ta sẽ một lần nữa đi vào quỹ đạo. phía dưới lại có tiếng vỗ tay, có người nói, không phải nói có hai chuyện vui lớn sao? còn có một chuyện là cái gì? triệu tân hồng nói, mọi người hẳn là cũng không xa lạ liễu đối với bệnh viêm phổi loại r Trận bệnh dịch này tạo thành bất tiện rất lớn với công tác và sinh hoạt của chúng ta trong phạm vi toàn quốc, cấu thành uy hiếp lớn đối với sức khỏe của người dân. Thế nhưng, tin vui chính là các nhà khoa học của chúng ta đã thành công nghiên cứu chế tạo ra kháng thể bệnh độc. Gần đây sẽ đầu tư toàn diện, nhà máy chế thuốc Giang Thành chúng ta đã trở thành một trong những nhà máy được phép sản xuất. Hơn nữa hy vọng chúng cử của chúng ta rất lớn. Tin tức này mới là tin tức tốt. Tất cả mọi người tham gia hội nghị rõ ràng giấy phép đặc biệt sản xuất kháng thể phòng bệnh có ý nghĩa cái gì, nếu như chuyện này có thể chứng thực, như vậy nhà máy chế thuốc Giang Thành có thể vượt qua chuyện của mấy ngày trước, một lần nữa khôi phục vinh quang ngày xưa thậm chí vượt qua cũng không phải nói mộng." Triệu Tân Hồng nói, "Trạng thái hiện nay của nhà máy cũng không tốt, việc cấp bách là mau chóng khôi phục sản xuất, sản xuất là động lực của xí nghiệp, với chúng ta mà nói, sản phẩm có ý nghĩa là tài phú, chỉ có sáng tạo sản xuất không ngừng." mới có thể không ngừng sáng tạo ra tài phú, tài phú của xí nghiệp tương quan lợi ích vui buồn cá nhân, mọi người yên tâm, phúc lợi của công nhân viên trong nhà máy sẽ trong khoảng thời gian ngắn đưa ra, ở đây, tôi có thể cam đoan với mọi người, phúc lợi đãi ngộ của chúng ta sẽ càng ngày càng tốt. Đa số công nhân viên của nhà máy chế thuốc Giang Thành vẫn còn ôm hy vọng đối với nhà máy, tuy rằng cái giai đoạn này đi lạc lối, thế nhưng thời gian cũng không lâu, hiện tại phó xưởng trưởng sản xuất Triệu Tân Hồng đã trở về cũng mang không ít của cán bộ trung tầng trở về, các loại dấu hiệu cho thấy nhà máy sẽ một lần nữa đi vào quỹ đạo, cố giai đồng lúc trước có ảnh hưởng sâu xa trong nhà máy, các công nhân rất có tình cảm đối với nhà máy này. So với đối nội mà nói, vấn đề hỏa ngoại xâm càng lớn hơn một ít, vì thuốc giả mà lợi ích của dược thương đã bị tổn hại, bọn họ sẽ không từ bỏ, 12 xe vận tải trước cửa nhà máy cũng là chứng cứ rõ ràng. Khi Hồ Nhân như nhận được điện thoại, đem chuyện bên Hong Kong giao tiếp một chút buổi chiều cùng ngày đi tới Giang Thành, cô ấy và Trương Dương cùng nhau triệu tập những dược thương mở một hội nghị khẩn cấp, hội trường chính là ở phòng họp nhỏ. Biểu tình của hơn 30 dược thương tham gia hội nghị thuần một sắc giận không thể nhịn, bọn họ cho rằng lần này chiếm hết đạo lý, nhất định phải cho nhà máy chế thuốc Giang Thành đẹp mắt, muốn để cho bọn họ trả giá lớn cho hành vi lần này. Hồ Nhân Như là người khởi đầu của nhà máy chế thuốc Giang Thành, trọng điểm của cô ấy lúc trước cũng là chạy thị trường, đều rất quen thuộc với không ít dược thương. Trước khi tới cô ấy đã tìm hiểu tình trạng hiện nay của nhà máy chế thuốc Giang Thành, cô ấy biết lần này chính là một gánh nặng ngàn cân, đổi thành người khác, sẽ không bỏ qua sự nghiệp của mình tới nơi này làm đội viên cứu hỏa. Thế nhưng Trương Dương mở miệng nói, hồ nhân như tuyệt đối không có bất luận do dự, cô ấy biết rõ Trương Dương đối với cố giai đồng tình cảm sâu nặng. Nhà máy thuốc là sự nghiệp của cố gia đồng lúc còn sống, Trương Dương tuyệt đối không sẽ mắt mở nhìn nó sụp đổ. Lý giải của Hồ Nhân Như đối với yêu là, nếu yêu sẽ nỗ lực vô điều kiện, trên đời này người đáng để cô ấy nỗ lực vốn dĩ đã không nhiều, có có đôi khi, nỗ lực cũng là một loại hạnh phúc. Hồ Nhân Như xuống máy bay mệt mỏi chạy tới nhà máy thuốc, trên đường căn bản chưa kịp nghỉ ngơi, nhà máy thuốc đã vì cô ấy mà chuẩn bị tốt phòng làm việc, vẫn là phòng của cô ấy lúc trước, Hồ Nhân Như rửa mặt, mặc đồ trang nhã một chút, khiến cho trạng thái tinh thần của mình có vẻ đầy đủ, cô ấy nghe được tiếng đập cửa bên ngoài. Trương Dương bởi vì cùng Triệu Tân Hồng đi thị sát phân xưởng, cho nên không đi sân bay tiếp cô ấy, lúc này mới đến. Hồ Nhân như mặc quần áo màu đen, làm nổi bật ra thể hình xinh đẹp của cô ấy, tóc quăn màu đỏ làm nổi lên da thịt như tuyết của cô ấy, khiến cho cô ấy có vẻ thành thục mà quyến rũ. Trương Dương cũng rất ít mặc đồ tây màu đen, quần áo trong màu xanh, đi vào trong phòng làm việc, đóng cửa phòng, vươn tay, Hồ Nhân như cười yếu ớt, dấn thân vào cái ôm, ôm một chút lập tức rời ra. Thấy Trương Dương cúi miệng xuống, vươn một ngón tay che bờ môi của hắn lại nói, "Đừng làm loạn, vừa trang điểm xong, cẩn thận." Trương Dương lúc này mới ho khan một tiếng nói, khổ cực, "Để em đường dài cực khổ, anh thật sự là tâm không đành lòng." Hồ Nhân như nói, "Đồ quỷ, đừng làm kiêu, em là tới vì gia đồng, không quan hệ với anh." Chương 938, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. 3. Hai người một trước một sau ra phòng làm việc. Trương Dương nói, dược thương đều chờ trong phòng họp nhỏ, anh không cho những người khác đi qua, chỉ hai ta, em xem được không? Hồ Nhân như nói, cố ra không ai đứng ra, cô ấy cho rằng chuyện lớn như vậy tình, cố ra hẳn là có người đứng ra mới đúng. Trương Dương lắc đầu nói, cô bí thư không thích hợp đứng ra, dưỡng dưỡng quá nhỏ, anh không muốn con bé phải chịu áp lực quá lớn. Hồ Nhân như gật đầu, cô ấy đã dự liệu kế tiếp là cái gì chờ cô ấy, những dược thương này tất cả đều là đến đây làm khó dễ sẽ không từ bỏ ý đồ để cho một cô bé như cố dưỡng dưỡng tới trường hợp này quả thật tàn khốc quá trương dương nói em yên tâm xảy ra bất cứ chuyện gì cũng có anh chống đỡ hồ nhân như nhẹ giọng nói chỉ sợ anh chống không được trương dương nói chống được hay không buổi tối em sẽ biết hồ nhân như nghe được hắn nói như vậy ngẩng đầu nhìn hắn một cái gặp phải ánh mắt mờ ám của thằng nhãi này nhất thời rõ ràng cái gì, mặt cười không khỏi có chút phát nóng, cô ấy bước nhanh bỏ Trương Dương ở phía sau. Trương Đại Quan Nhân vẻ mặt cười xấu xa đi tới, không muốn anh chống em à. Hồ Nhân như nói, em Văn Anh, chúng ta hiện tại phải xử lý chính sự, anh còn nói bậy, em lập tức rời đi. Trương Dương cười ha hả một tiếng, quả nhiên không nói bậy nữa. Hai người đi vào phòng họp nhỏ, trong phòng họp trướng khí mù mịt, vừa đi vào cửa lớn, dược thương lập tức đem bọn họ vây quanh ở giữa, đám dược thương này đã sớm nghẹn một cục lửa trong bụng rồi, cố minh kiện từ đầu đến cuối không dám đối diện, lúc đầu chơi chuột trốn mèo, sau đó thẳng thắn đóng cửa không gặp, nếu như ngay từ đầu cố minh kiện áp dụng thái độ tích cực tới giải quyết vấn đề, chuyện tình cũng sẽ không ẩm ý đến loại tình trạng này. Trương đại quan nhân thấy đám người này hùng hổ xuống lại, trong lúc nhất thời nổi tâm hộ hoa, giận dữ hết, làm gì? Tất cả đều lui về cho tôi, các người là dự định giải quyết vấn đề hay là tới gây sự?" Trương Đại Quan Nhân nói lời này đầy khí thế mười phần, chấn vào lỗ tai của người ở đây, tất cả dược thương bị khí thế của hắn làm giật mình hoảng sợ, quả nhiên không dám tiến về phía trước. Trương Dương nhân cơ hội cùng Hồ Nhân Như đi tới đại chủ tịch ngồi xuống, vài tên bảo an cũng đến đây khuyên dược thương ngồi ghế. "Đợi những dược thương này tất cả đều an vị," Hồ Nhân Như mỉm cười nói, "Chào mọi người, mặc dù đang ngồi có rất nhiều người đều là bạn cũ của tôi." Nhưng vẫn xin được tự giới thiệu trước, tôi là xưởng trưởng Hồ Nhân Như của nhà máy chế thuốc Giang Thành, cũng là người đầu tiên đảm nhận xưởng trưởng khi nhà máy chế thuốc Giang Thành thay đổi chế độ. Từ hôm nay trở đi, tôi giữ quyền quản lý của nhà máy chế thuốc Giang Thành. Một dược thương có tiếng đứng lên, lớn tiếng chất vấn nói, cô là xưởng trưởng nhà máy thuốc, nói cách khác cô có phải là phụ trách đối với chuyện của nhà máy thuốc? Hồ Nhân Như gật đầu nói, tôi vừa nói qua, từ hôm nay trở đi, tôi giữ quyền quản lý nhà máy chế thuốc Giang Thành của Tất cả chuyện tình của nhà máy thuốc chế tôi đều phụ trách. Người dược thương kia vung danh sách trong tay nói, "Tốt lắm, nhà máy chế thuốc Giang Thành các người dùng dễ bản lam pha nước uống giả mạo thuốc pha nước uống kháng bệnh độc bán cho chúng ta, tôi yêu cầu cô cho chúng ta trả hàng, bồi thường tất cả tổn thất của chúng tôi, còn công khai nhận lỗi với xã hội, giao ra người chịu trách nhiệm tương quan, khiến cho hắn gánh chịu trách nhiệm pháp luật." Hắn vừa nói như thế, dược thương khác đều hưởng ứng, hiện trường lần thứ hai rơi vào trong hỗn loạn hồ nhân như mỉm cười nói mọi người yên lặng một chút trước để cho vị tiên sinh này đem nói cho hết lời ý tứ của anh tôi không rõ ràng tên dược thương kia nói cô đừng giả bộ nhà máy chế thuốc giang thành các người coi như là nhà máy lớn trong ngành lại có thể làm ra thuốc giả mà bán các người không để ý danh dự của mình nhưng chúng tôi còn muốn bận tâm danh dự chúng tôi bởi vì thứ thuốc giả này mà nhận rất nhiều tổn thất cô biết không hồ nhân như nói tôi ngày hôm nay đến đây cũng là muốn cùng mọi người bàn chuyện công bằng, chuyện tình quá khứ đã xảy ra, anh nói nhà máy chế thuốc giang thành chúng tôi tạo thành tổn hại lợi ích cho anh tôi tin tưởng, thế nhưng anh nói chúng tôi chế thuốc giả, phải có chứng cứ. Dược thương phía dưới đều nở nụ cười, lại có người nói còn muốn chứng cứ cái gì. Dược vật của 12 xe bên ngoài tất cả đều là chứng cứ, lẽ nào chúng ta đều phải kéo đến cục giám định quốc gia. Hồ Nhân như nói, cái chủ ý này không tồi, tôi nói không tính, các người nói cũng không tính, hẳn là do cơ quan nhà nước chứng minh mới có sức thuyết phục. Hiện trường bỗng nhiên tĩnh xuống tới, tất cả dược thương đều không rõ ràng trong hồ lô của hồ nhân như bán cái gì, đem chuyện tình ẩm ý lớn theo lý mà nói bên nhà máy thuốc phải sợ, nhưng hồ nhân như lại làm ra vẻ vàng thật không sợ lửa, cô ấy rốt cuộc có ý gì. Hồ nhân như nói, nếu như chứng minh dược vật trong 12 xe tải kia tất cả đều là thuốc giả, người chịu trách nhiệm nên ngồi tù sẽ ngồi tù, cần gánh chịu trách nhiệm sẽ gánh chịu trách nhiệm, Nhà máy thuốc khẳng định đóng cửa, thẳng thắn xin phá sản, xưởng trưởng như tôi cũng sẽ không cần tiếp tục. Phía dưới có người dẫn đầu phản ứng, các người phá sản, chúng tôi tìm ai đòi tiền? Tổn thất của chúng tôi ai đền? Hồ Nhân như nói, nhà máy thuốc còn, tôi còn là xưởng trưởng, tôi ở chỗ này có thể bảo đảm, tổn thất của các người tôi bồi thường, thế nhưng nhà máy thuốc phá sản, tôi không còn là xưởng trưởng, các người muốn tìm ai thì tìm dù sao ngân hàng sẽ tiến hành bán đấu giá đối với tài sản bất lương, chỉ cần các người chờ, sớm muộn gì sẽ tìm về được một ít tổn thất. Phía dưới có chút rối loạn, đám dược thương này hùng hổ mà đến, cho rằng chiếm hết đạo lý, cố minh kiện lúc trước tự biết đối lý, đối với bọn họ cũng là ăn nói khép nép, đến cuối cùng thẳng thắn không gặp, nhưng hồ nhân như đi tới căn bản không có bị khí thế của bọn họ hù dọa, ngược lại còn hù bọn họ một phen, hồ nhân như đi một bước này rất xảo diệu, cô ấy nhìn ra đám dược thương này gây sự mục đích đơn giản là muốn thu được nhiều bồi thường từ nhà máy thuốc, tận lực đòi lấy một ít lợi ích, đừng thấy đám bọn họ làm ra vẻ hung hăng. Vì sức khỏe của dân chúng, tin tưởng bọn họ mới là lạ, bọn họ biết cái mình bán đi chính là thuốc giả, bọn họ cũng sẽ không thừa nhận. Hồ Nhân như nói, tôi cuối cùng cảm thấy rằng, lợi ích giữa nhà máy thuốc và dược thương là quan hệ tương quan, các người đến đây mua sản phẩm của chúng tôi, cái này biểu hiện ra các người nhận thức sản phẩm của nhà máy chúng tôi. Cùng lúc thể hiện tín nhiệm của các người với chúng tôi, bất luận cái hợp tác gì đều thành lập trên cơ sở tin tưởng lẫn nhau. Tôi thừa nhận, lần này là đốt sản xuất của chúng ta xảy ra vấn đề, khiến cho nhóm sản phẩm này không đạt được tiêu chuẩn chất lượng vốn có, nhà máy thuốc chúng tôi nguyện ý gánh chịu toàn bộ trách nhiệm, thế nhưng có một điều tôi phải thanh minh, nếu như mọi người vẫn cho rằng đám hàng kia là thuốc giả, chúng tôi sẽ không cần tiếp tục bàn nữa, Trung Quốc không thiếu cơ quan kiểm dược, nhiều hàng mẫu như vậy tôi nghĩ tất cả cơ quan kiểm dược toàn quốc đều lấy mẫu được, các người có thể kéo qua báo cáo. Dùng kiểm nghiệm mà nói, chỉ cần chứng minh những cái này tất cả đều là thuốc giả, cá nhân tôi cho rằng, nhà máy chế thuốc giang thành cho dù phá sản cũng không có gì đáng tiếc, ở chỗ này tôi hướng mọi người xin lỗi một tiếng trước. chương 939, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. 4. Trương đại quan nhân trong lòng thầm vui, chiêu thức ấy của hồ nhân như thật là đẹp, cái gì gọi là chết trước sống lại sau đừng xem đám người này đến gây sự ồn ào xét đến cùng còn không phải là vì một chữ tiền hồ nhân như nhìn sự kiện rất thấu dược thương các người không phải nói chúng tôi bán thuốc giả uy hiếp chúng tôi muốn bẩm báo vậy các người cứ đi ầm ý cứ đi đi kiện cáo nhìn xem cuối cùng ai bị tổn thất nhà máy thuốc khẳng định gánh chịu trách nhiệm các người đem nhà máy thuốc đóng cửa các người cũng không được chỗ tốt gì trông cậy vào chính phủ đền tiền cho các người chậm rãi chờ xem ảnh hưởng tạo ra không đơn giản là nhà máy thuốc không may, dược thương các người cũng sẽ không được cái gì. Trong dược thương còn có người dũng cảm đứng lên, dám định thì dám định, bán thuốc giả còn không thừa nhận, chúng tôi không tin trên đời này sẽ không có vương pháp. Hồ Nhân Như không sợ hãi nói, anh nói đúng, hiện tại là chủ nghĩa xã hội mới, hai chữ vương pháp này đã sớm quá hạn. Tôi biết tất cả mọi người không dễ dàng, vốn trông cậy vào chút thuốc để kiếm lợi ít tiền, ai mà muốn cái này xảy ra vấn đề, còn có người nói là thuốc giả, nhà máy thuốc chúng tôi chỉ chịu đựng áp lực của các người, mà các người phải chịu đựng áp lực đến từ của của người mua, nếu như có người tiêu thụ đem chuyện này làm ầm ĩ lớn, sẽ truy cứu trách nhiệm của các người như nhau, bởi vì nguyên nhân của nhà máy thuốc mà làm phiền các người, thật sự rất không phải. Hồ nhân như ngoài miệng tựa hồ xin lỗi, nhưng thực tế trên là nhắc nhở của đám dược thương này, thật sự xảy ra sự tình, không may không chỉ có nhà máy chế thuốc gian thành nhà máy thuốc đóng cửa, dược thương các người cũng không đi đến nơi nào. Rất nhiều dược thương bắt đầu khe khẽ nói chuyện, bọn họ đang thương lượng, bọn họ đến đây là bảo hộ quyền lợi của chính mình, mà không phải tới bực bội. Bên trong có một gã dược thương lớn tuổi đứng dậy nói, có phải là thuốc giả hay không, chúng ta không nói trước, thế nhưng số hàng kia khẳng định có vấn đề. Tôi muốn hỏi hồ xưởng trường, các người vì sao đem những dược vật có vấn đề này đẩy vào thị trường? Hiện tại ảnh hưởng đã tạo thành, các người dự định giải quyết thế nào? Hồ Nhân như mỉm cười nói: "Lưu tiên sinh phải không? Anh từ Lam Sơn tới, anh là tổng đại lý của chúng tôi tại Lam Sơn, chúng ta là bạn cũ." Cô ấy nâng trà lên uống, chậm rãi nói: "Mọi người hẳn là biết, nhà máy thuốc bởi vì chuyện này mà làm ra điều chỉnh tương đối lớn, nếu không tôi cũng không có cơ hội ngồi ở chỗ này với thân phận xưởng trưởng nói chuyện cùng mọi người." Hiện trường lại có thể truyền ra vài tiếng cười, xem ra Đam Dược Thương đã dần dần bình tĩnh xuống bọn họ bắt đầu ý thức được tranh cãi ẩm ý không phải biện pháp giải quyết vấn đề. Hiện tại tất cả mọi người cần bình tĩnh đối đãi tìm ra một phương án giải quyết vấn đề tốt nhất. Dược thương họ lưu được đề cử làm đại biểu, gã đứng dậy đại biểu mọi người nói ra mấy điều kiện, thứ nhất là trả hàng vô điều kiện, dựa theo tiền hàng mà bồi thường gấp 5 lần tổn thất của bọn họ, thứ hai, bất luận tranh cãi bồi thường gì bởi vì tiêu thụ thuốc pha nước uống kháng bệnh độc phải do nhà máy thuốc phụ trách, thứ ba bên nhà máy thuốc phải điều tra chuyện tình rồi giao ra người chịu trách nhiệm. Hồ Nhân như nghe xong nói, trả hàng vô điều kiện tôi có thể đáp ứng, thế nhưng bồi thường gấp 5 lần tổn thất của các người không có khả năng, nhà máy thuốc không có tiền như vậy, cũng không có khả năng lấy ra nhiều tiền như vậy. Về phần bất luận tranh cãi dân sự gì do tiêu thụ thuốc pha nước uống kháng bệnh độc, nhà máy thuốc chúng tôi sẽ phụ trách. Đám dược thương nghe cô ấy nói như vậy nhất thời lại thiếu kiên nhẫn, đều kháng nghị nói có ý gì. Nhà máy các người sai phạm, còn muốn người khác mua hàng cho các người. Trả hàng không thể tính đền, tổn thất của chúng tôi làm sao bây giờ. Bồi thường, kiên quyết yêu cầu các người bồi thường gấp 5 lần. Hồ Nhân như nói, các người đã đưa ra điều kiện, hiện tại tôi đem phương án giải quyết của tôi nói cho các người nghe một chút, mọi người có thể kiên trì một ít hay không. Hiện trường cuối cùng cũng an tĩnh xuống, Hồ Nhân như mỉm cười nói cảm ơn, đầu tiên tôi muốn nói chính là, nhà máy thuốc đã khôi phục sản xuất bình thường, trong 10 ngày, thuốc pha nước uống kháng bệnh độc phù hợp tiêu chuẩn sẽ toàn bộ sản xuất ra, tổng sản lượng sản xuất có thể bảo đảm cho hàng hóa của tất cả các người. Nguyên tắc của chúng tôi là, tận lực vãn hồi ảnh hưởng của chuyện này, tận lực làm cho lợi ích của mọi người không bị tổn hại, mọi người kiên trì trả hàng, chúng tôi sẽ trả về toàn bộ tiền hàng. Đây là bước đầu tiên, kim ngạch bồi thường cụ thể. Sau này chúng tôi sẽ bàn bạc về phần thương gia đồng ý đổi hàng, chúng tôi sẽ chọn phương thức khác để đổi hàng, nói cách khác, lúc trước anh từ nhà máy mua một phần thuốc pha nước uống kháng bệnh độc, hiện tại anh có thể dùng phần này để đi đổi hai phần thuốc pha nước uống kháng bệnh độc tuyệt đối phù hợp tiêu chuẩn. Trong vòng 10 ngày, chúng tôi sẽ hoàn thành chuyện này vì tất cả thương gia đồng ý đổi hàng, vô luận là lựa chọn trả hàng hay là đổi hàng, chúng tôi sẽ phụ trách ảnh hưởng có thể tạo thành vì đã tiêu thụ thuốc pha nước uống kháng bệnh độc ra ngoài mới đây là chiêu thứ hai của hồ nhân như ngày hôm nay ra bản thân cô ấy cũng là một người thương nhân nhìn rất thấu đối với suy nghĩ của thương nhân dược thương nếu như trả hóa bọn họ có thể lấy đi tiền mặt nhưng mà cái bọn họ đối mặt cũng mất đi cơ hội kiếm tiền dùng một phương thức đổi hai để đổi hàng chẳng khác nào cho bọn họ cơ hội kiếm tiền gấp đôi trên thực tế cũng là bồi thường đối với bọn họ có dược thương nói tê pha nước uống kháng bệnh độc của các người còn có người muốn sao hồ nhân như nói trước chuyện này Thuốc pha nước uống kháng bệnh độc của chúng tôi là một loại sản phẩm tiêu thụ tốt nhất trên thị trường đồng loại, tất cả mọi người đều làm tiêu thụ thuốc, tôi nghĩ điểm này tất cả mọi người sẽ không phủ nhận, danh tiếng sản phẩm đối với các người mà nói là mức tiêu thụ, thế nhưng đối với một xí nghiệp mà nói, cũng là vận mệnh, nhà máy chế thuốc Giang Thành chúng tôi hiện nay gặp một nguy cơ chưa từng có, tôi thừa nhận cái đó có quan hệ trực tiếp với quản lý của nhà máy thuốc chúng tôi trước đó. Thế nhưng xin mọi người tin tưởng, nhà máy chế thuốc Giang Thành là một xí nghiệp chịu trách nhiệm Chúng tôi sẽ phụ trách đối với lợi ích của người bán hàng, chúng tôi sẽ phụ trách đối với sức khỏe của dân chúng, trách nhiệm thuộc về chúng tôi, chúng tôi tuyệt không sẽ trốn tránh, từ hôm nay trở đi nếu như còn thuốc pha nước uống kháng bệnh độc chảy vào thị trường, hẳn không phải là bất luận sản phẩm gì của nhà máy chế thuốc Giang Thành sản xuất, chỉ cần có người phát hiện, chúng tôi ra giải thưởng lớn 100.000 nhân dân tệ. Hồ nhân như có một câu nói không sai, cho tới bây giờ thuốc pha nước uống kháng bệnh độc của nhà máy chế thuốc Giang Thành sản xuất đều là một loại dễ bán nhất trong sản phẩm đồng loại, hiện nay tuy rằng xảy ra vấn đề, thế nhưng ảnh hưởng cũng không có khuếch đại. Mất bò mới lo làm chuồng cũng vẫn chưa muộn, Hồ Nhân Như tin tưởng hiện tại còn kịp vãn hồi danh dự. Sược thương lại có người nói, đây là bồi thường của các người với chúng tôi sao? Cô căn bản là lợi dụng chúng tôi vãn hồi danh dự của các người, nhìn thế nào đều là các người chiếm tiện nghi. Đúng vậy, đúng vậy, trong đám người lại truyền đến không ít tiếng phụ họa. Hồ Nhân như cười nói, tôi từ đầu đến cuối đều cảm thấy giữa nhà máy thuốc và dược thương có cùng chung lợi ích, không có chuyện ai chiếm tiện nghi ai có hại. Việc buôn bán không phải người thắng ta thâu, giữa chúng ta cũng không phải người chết ta sống, nếu như thật sự là như vậy thì thương trường sẽ không gọi thương trường mà hẳn là gọi chiến trường. Hiện trường lại có người cười, có người nói, không phải thường nói thương trường như chiến trường sao? Hồ Nhân như nói, nói thì dễ, mọi người tới thương trường là vì kiếm tiền, đi chiến trường mục đích nếu như cũng là vì kiếm tiền, đó là lính đánh thuê, vì tiền đi mạo nguy hiểm tính mạng, tôi nghĩ người đang ngồi không có mấy người nguyện ý đi làm, vì sao hiện tại nhiều người như vậy đều muốn kinh thương, là bởi vì nơi này không cần mạo tính mạng, cũng có thể tiền kiếm, tôi nghĩ mọi người đã biết đến bốn chữ, hòa khí phát tài, tôi cho rằng bốn chữ này mới là chỗ tinh ví của thương trường. Đám dược thương đều khe khẽ nói nhỏ hồ nhân như thấy thời cơ đã không khác biệt tiếp tục tung chiêu thứ ba của cô ấy có chuyện này tôi vốn định qua một thời gian mới tuyên bố thế nhưng nếu tất cả mọi người là người cùng kiếm tiền hai bên cùng chung lợi ích cho nên chúng tôi phải có thành ý đối đãi nói đến đây cô ấy dừng lại một chút châu đầu vào trương dương nói hai câu biểu hiện ra thoạt nhìn chỉ là làm ra động tác lơ đãng nhưng trên thực tế hồ nhân như đây là cố ý để cho dược thương này nghĩ ngợi hồ nhân như nói với trương dương chính là em có thể nói ra anh có nắm chắc không? Trương Dương nói, trăm phần trăm, bảo bối à. Hồ Nhân như nói, ngày hôm nay chuyện này kết thúc anh cảm ơn em thế nào? Trương Dương nói, anh đem thể xác và tinh thần cho em trước, đêm nay nhất định cho em sung sướng cả đêm. Quỷ sứ, ngoại trừ hai người bọn họ, người ngoài đương nhiên không biết bọn họ đang liếc mắt đưa tình, biểu tình của hai người đều đắn đo rất đúng chỗ, trên mặt đều rất nghiêm trang, ngoài miệng lại lặng lẽ đưa tình. Hồ Nhân Như tung ra mê hoặc, rồi lại nói, tất cả mọi người là người lâu năm trong giới y dược, hẳn là biết tin tức kháng thể bệnh độc loại R đã nghiên cứu chế tạo thành công. Hiện trường hoàn toàn tĩnh xuống, bởi vì chuyện tình mà Hồ Nhân Như nói là vấn đề mà tất cả mọi người đều đang quan tâm, hiện tại đề tài nóng nhất của xã hội cũng là viêm phổi loại R, về tin tức kháng thể bệnh độc đã được nghiên cứu chế tạo thành công cũng vang lên ầm ầm thế nhưng từ nghiên cứu chế tạo thành công đến sản xuất dược vật còn cần một thời gian, cái đám dược thương này cho rằng sản phẩm đưa ra thị trường còn sớm lắm. Nhưng Hồ Nhân như nói đã cho ra một tín hiệu, tất cả quan tâm ánh mắt của dược thương đều tập trung trên người của Hồ Nhân như. Hồ Nhân như nói, tôi hy vọng mọi người đem chuyện này trở thành một bí mật nghề nghiệp, nhà máy chế thuốc giang thành chúng tôi đã được phê chuẩn trở thành xí nghiệp được cấp giấy phép đặc biệt sản xuất dược vật chứa kháng thể chống bệnh độc. Đợi khi dược vật chính thức đầu tư, các vị đồng ý đổi hàng sẽ nhận được hàng ưu tiên của chúng tôi. Chúng tôi làm như vậy là vì biểu thị thành ý của chúng tôi. Chúng tôi cam đoan lợi ích của các vị. Lúc trước như vậy, hiện tại như vậy, sau này cũng sẽ như vậy. Về phần thương gia mất đi lòng tin với chúng tôi nhà máy chế thuốc Giang Thành. Chúng tôi cũng sẽ xem các người là bạn bè, sẽ dùng nỗ lực sau này của chúng tôi chứng minh sản phẩm của chúng tôi là đáng tin cậy. chương 940, giận không thể nói. Một, Trương Dương theo đến đây là vì áp trận, từ đầu tới đuôi hắn đặc biệt im lặng, Hồ Nhân Như xử lý loại chuyện này rất thành thạo, đổi thành Trương đại quan nhân. Bị vây trong vị trí của cô ấy khẳng định cũng không xử lý được như cô ấy. Và đồng dạng giữ im lặng như Trương Dương còn có cha con Cố Doãn Chi, lúc họp, bọn họ ngồi dưới đài, tình huống hiện trường khiến cho Cố Doãn Chi biết mình thật sự già rồi, hiện tại đã là thế giới của người trẻ tuổi, phương pháp xử lý vấn đề của Hồ Nhân Như là vừa đấm vừa xoa những dược thương này chỉ mong kiếm lợi, bọn họ lo lắng nhất cũng là bản thân lợi ích đã bị tổn thất, mà hồ nhân như lợi dụng điểm này, thận trọng, khiến cho dược thương đi vào khuôn khổ. Bằng tâm mà nói, nhà máy chế thuốc Giang Thành trong chuyện này không hề có lý, cách làm tự cho là thông minh của cố minh kiện đem tiền đổ số phận của nhà máy chế thuốc Giang Thành đến sát biên giới. Từ khái niệm của cố doãn chi mà nói, nếu làm sai sẽ gánh chịu trách nhiệm, thế nhưng nếu như sự thật vạch trần chân tướng, nếu như nhà máy chế thuốc Giang Thành bị chụp cái MU u chế thuốc giả, vậy nhà máy chế thuốc Giang Thành rất khó xoay người, cố Doãn Chi không muốn thấy nhà máy đi lên tuyệt lộ. Sai hội nghị này, cố Doãn Chi đã hạ quyết tâm, chuyện của nhà máy thuốc ông sẽ không quản. Trong phòng làm việc, cố Doãn Chi đem một hợp đồng trao quyền cổ phần giao cho Hồ Nhân Như, trên mặt là 10% cổ phần của nhà máy thuốc. Ông mỉm cười nói, Hồ Tiểu Thư, cô nhìn trước, nếu như không có vấn đề, ký một chữ vào bên trong hồ nhân như nhìn lướt qua văn kiện cô ấy cười đem văn kiện đẩy trả lại cho cố doãn chi nói bác cố cổ phần của nhà máy thuốc con không thể lấy chị giai đồng với con là bạn tốt chị ấy hiện tại đã mất thế nhưng nhà máy thuốc xảy ra chuyện con không thể ngồi yên mặc kệ con tới nhà máy thuốc là vì làm đội viên cứu hỏa con sẽ giúp dưỡng dưỡng chậm rãi quen thuộc nghiệp vụ của nhà máy thuốc đợi khi dưỡng dưỡng thành thạo con sẽ rời đi trong lúc ở đây thù lao của con có thể sử dụng phương thức như công nhân mà trả tiền nếu như con có biểu hiện nổi bật có thể cho nghiệp vụ của nhà máy thuốc phát triển không ngừng các người thưởng cho con cổ phần con cũng không nói gì hiện tại con vừa rồi mới đến cống hiến gì cũng không có vô công không nhận lộc cái cổ phần này con không thể nhận hồ nhân như nói rất thành khẩn cố doãn chi nhìn thoáng qua hướng trương dương hiển nhiên là muốn trương dương hỗ trợ trương dương cười nói chị nhân như tôi thấy cái cổ phần này chị nhận lấy đi ý của cố bí thư là muốn dùng cổ phần giữ chị lại cho chị kiên định làm công tác của nhà máy thuốc, chỉ khi chị trở thành một trong cổ đông của công ty, mới có thể đem nhà máy thuốc trở thành sự nghiệp của mình, mới có thể toàn tâm toàn ý vì nhà máy thuốc công tác, tôi thấy chị cũng đừng từ chối. Cố dưỡng dưỡng nói, chị nhân như, chị hãy nhận đi. Em rốt đặc cán mai trong việc buôn bán, sau này chuyện của nhà máy thuốc sẽ dựa vào chị, 10% cổ phần cũng không nhiều. Hồ nhân như nói, như vậy đi, tôi nhận 1% vô luận ít nhiều cũng coi như là cổ đông công ty như vậy sao được hai cha con cố doãn chi đồng thời nói hồ nhân như nói thật ra có người còn đáng nhận cổ phần hơn tôi lúc nói khóe mắt của cô ấy liếc nhìn trương dương một chút nói đương nhiên cũng là trương dương cô ấy mỉm cười nói bác cố để con vì chị giai đồng làm chút chuyện được không nếu như xí nghiệp trong tay con có khởi sắc các người thưởng cho con nhất định sẽ vui vẻ vui lòng nhận bác xem cái này thế nào cố doãn chi gật đầu nhẹ giọng nói hột tiểu thư sau này en ít chuyện của à máy thuốc thì tôi nhờ cô hồ nhân như có chút vô cùng kinh ngạc nói ngài mặc kệ sao cố doãn chi cười khổ nói tôi lúc trước đến đây tiếp quản nhà máy thuốc thật sự là bất đắc dĩ nếu như nhà máy thuốc còn do thằng trời đánh kia trưởng quản đóng cửa cũng không xa tôi tới là vì ép buộc nó giao ra quyền quản lý tôi đã về hưu nào có tinh lực bận tâm việc này hiện tại đều là thế giới của người trẻ tuổi các người các người làm đi, tôi rất tin tưởng vào cô. Hồ Nhân như cẩn thận hỏi, bác cố, phương thức xử lý của con ngày hôm nay ngài có thỏa mãn không? Cô Doãn Chi nói, chuyện này đích thật là chúng ta phạm vào sai lầm, tôi lo lắng nhất chính là sẽ tạo thành nguy hại cho thể xác và tinh thần của dân chúng. Hồ Nhân như nói, bác cố yên tâm, con và mấy nhân viên quản lý thương lượng một chút, chuẩn bị khởi động một kế hoạch thăng cấp dược vật, hướng toàn bộ xã hội phổ biến thăng cấp thuốc pha nước uống kháng bệnh độc, chỉ cần mình sản xuất thuốc pha nước uống kháng bệnh độc mới, có thể thay đổi mới thuốc pha nước uống kháng bệnh độc cũ hiện nay. Chủ ý này thật ra là Trương Dương nghĩ ra, hắn điều chỉnh thành phần dược vật nhằm vào viêm phổi khẩu hình hiện nay, phải nói là thuốc pha nước uống kháng bệnh độc mới còn hữu hiệu hơn so với dự phòng viêm phổi loại R. Thương lượng xong, hồ nhân như trước rời khỏi phòng làm việc, cố doãn chi cho cố dưỡng dưỡng đi ra ngoài một chút, ông giữ Trương Dương lại, nội tâm của cố doãn chi tràn ngập áy náy thật sâu, chỉ có ở trước mặt Trương Dương ông mới đem tình cảm chân thực biểu lộ ra, cố doãn chi nói, Trương Dương. Chuyện này chúng ta có phải là có chút trốn tránh trách nhiệm? Trương Dương nói, trong chuyện này nhà máy thuốc quả thật có trách nhiệm, thế nhưng phạm sai lầm chính là minh kiện, chúng tôi không nên để cho toàn thể công nhân viên của nhà máy thuốc tới gánh chịu, cho dù đem chuyện này truy cứu tới cùng, đem người có trách nhiệm ra trước pháp luật, danh dự của nhà máy thuốc cũng sẽ bởi vậy mà quét rác, nhà máy thuốc 89 phần sẽ gặp kết cục phá sản nhiều người trong nhà máy sẽ làm sao bây giờ? Bọn họ làm sao mà sống? Minh Kiện lợi dụng dễ bản lam giả mạo kháng bệnh độc thuốc pha nước uống, đích thật là chỉ vì cái lợi trước mắt, bất quá cũng may dễ bản lam thuốc pha nước uống đối với không đến mức tạo thành nguy hại thân thể của dân chúng, từ nghĩa nào đó ý mà nói, cũng có tác dụng kháng bệnh độc. Chúng ta cho ra một loạt chính sách, chính là vì bồi thường sai phạm. Cố Doãn chi thở dài nói, trải qua chuyện này, bà phát hiện mình thật sự già rồi, rất nhiều quan niệm của ba đều đã lỗi thời. Trương Dương cười nói, quan niệm của ba cũng không lỗi thời, bất quá đường ba đi là ở quan trường, mà hiện tại là ở thương trường, quy tắc của thương trường và quan trường không hoàn toàn như nhau. Cố Doãn Chi lắc đầu nói, hy vọng trải qua chuyện này, nhà máy thuốc có thể bình an, ba mới có thể an hưởng sinh hoạt về hưu được. Trương Dương nói, ba, ba yên tâm đi, sau này con sẽ dành nhiều thời gian lo cho bên này. Cố Doãn Chi nói, khổ cực cho con. Trương Dương cười cười, Cố Doãn Chi cũng nở nụ cười, ông cảm giác được những lời này của mình là dư thừa. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 940.